Chào mừng các bạn đến với khóa học Excel miễn phí từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu, được thực hiện trên kênh YouTube Gà Excel, bài số 25, lập trình vi bê trong Excel. Các bạn chú ý, cuối bài học mình sẽ có 10 cái ví dụ mẫu, một số ví dụ sẽ có file thực hành nhé. Mình sẽ để cái link tải file thực hành trong phần mô tả phía dưới video. Tốt nhất là các bạn tải về, các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình nhé. Như các bạn biết thì Excel là một phần mềm bảng tính vô cùng hữu dụng và mạnh mẽ, được dùng ở mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Nếu bạn chỉ biết sử dụng các chức năng có sẵn của Excel thì công việc của bạn sẽ được làm một cách thủ công, chậm chạp. Vậy làm thế nào để cải thiện hiệu suất công việc, biến công việc của bạn từ thủ công thành tự động? Thì VBA Excel chính là câu trả lời cho bạn. Vậy thì VBA Excel là gì? Khi nào thì lên học lập trình VBA? Và học lập trình VBA trong Excel có thể làm được những gì? Ưu nhược điểm ra làm sao? Thì hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn trong video này. VBA được viết tắt là Visual Basic for Application, là một ứng dụng được nhúng trong Excel để thực hiện các thao tác nhất định của bạn. Khi bạn muốn thực hiện chức năng nào đó, thay vì làm bằng tay thì bạn chỉ cần chọn ra các lệnh được tích hợp sẵn từ trong Excel để tự động thực hiện. Kết quả sẽ xuất hiện trong thời gian rất nhanh và số liệu chính xác. Vậy thì khi nào thì lên học lập trình VBA trong Excel? Các bạn hãy học VBA Excel ngay khi các bạn thấy mình thao tác thủ công quá nhiều. Công việc lặp đi lặp lại nhiều lần, phải mất quá nhiều thời gian cho nó. Bạn thấy công việc của mình rất chậm và bạn cảm thấy công việc nhàm chán. Đó chính là lúc mà bạn sẽ học VBA. Vậy học xong VBA có thể làm được gì? Nó sẽ làm được tất cả những công việc mà Excel có thể làm được, như là lưu trữ danh sách, lên kế hoạch, phân tích dữ liệu, phát triển các biểu đồ từ nguồn dữ liệu lưu trữ, có thể tự xây dựng các chương trình, bảng biểu trong Excel. Dù với mục đích nào thì tất cả đều là biến các cái thao tác của bạn trở lên tự động. Vậy ưu điểm của VBA Excel là gì? VBA Excel thì luôn thực hiện các công việc một cách chính xác, thực hiện các công việc nhanh hơn nhiều so với bạn ngồi bấm máy tính, đặc biệt là các công việc mà người khác không thể. Điều này có thể làm cho bạn trở nên nổi tiếng và tiết kiệm thời gian một cách tối đa. Tất nhiên, nhược điểm của VBA Excel là bạn phải có khả năng lập trình. Thì trong bài hôm nay, mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết và đơn giản nhất dưới góc nhìn của một người đi làm như mình. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, mình sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể đầu tiên. Các bạn sẽ bấm Alt+F11 này. Đấy, thì sau khi các bạn bấm Alt+F11 thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ. Đây là một cái môi trường để các bạn lập trình VBA nhé. Đấy, các bạn sẽ tích đúp vào cái sheet 1 này này. Đấy, thì ngay bên phải này, nó sẽ hiện một cái môi trường để các bạn lập trình nhé. Đấy, các bạn gõ cho mình là sub này. Ví dụ mình ghi là say hello. Các bạn đóng mở ngoặc đơn lại, xong các bạn enter. Thì cái nsub này nó sẽ tự động, nó sẽ thêm vào thôi ạ. Đấy các bạn, enter một cái để nó xuống dòng nhé. Bây giờ các bạn sẽ bấm ms để các bạn có thể bấm control space nhé. Thì nó sẽ tự động nó gợi nhắc các cái câu lệnh mà bắt đầu bằng chữ ms. Đấy, mình sẽ dùng cái ms gbox này này. Đấy. Xong các bạn cách ra, các bạn ghi là gì? Hello world. Đấy. Các bạn xong. Các bạn bấm vào cái nút hình tam giác màu xanh này để chạy chương trình nhé. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái thông báo là Hello World mà mình vừa lấy nhập vào. Đây là một cái ví dụ rất là kinh điển của mọi ngôn ngữ lập trình đấy. Hầu như khi các bạn học một ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ giới thiệu với các bạn cái ví dụ là hiện cái chữ Hello World ra màn hình. Đây, các bạn tích OK. Trong trường hợp mà các bạn không muốn hiện cái thông báo vừa xong thì các bạn có thể xóa đi. Các bạn gõ là gì ạ? Cell của 1.1. Các bạn đóng ngoặc đơn lại bằng, các bạn mở ngoặc kép nhé. Hello World. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép lại. Bây giờ các bạn bấm vào nút màu xanh này để chạy chương trình. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là ở cái ô hàng 1 cột 1 đây này, nó hiện ra chữ Hello World. Ở đây mình sẽ giải thích qua cho các bạn nhé. Cái chữ sub và end sub đây là mở đầu và kết thúc của một chương trình nhé. Còn say hello là tên một chương trình. Thì một chương trình bao giờ cũng có mở đầu và kết thúc và tên của một chương trình. Say hello tên tiếng Anh nghĩa là nói xin chào đấy. Thì cái chỗ mà cell này mở ngoặc 1.1, tức là mình sẽ gán ở cái ô ở hàng 1 cột 1 bằng cái chữ Hello World. Đấy, hoặc mình có thể đổi cái chữ Hello World này bằng gà Excel chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn bấm F5 hoặc là bấm cái nút màu xanh tam giác này để chạy này. Đấy, thì cái chữ này nó sẽ đổi thành gà Excel. Đây là cái ví dụ đầu tiên để mình làm quen với chương trình nhé. Đấy, các bạn có thể đóng lại. Tiếp theo, để sử dụng VBA hiệu quả thì mình cần kéo cái thẻ developer ra ngoài Excel này. Thì để làm việc này các bạn làm như sau nhé. Các bạn có thể nháy chuột phải bất kỳ vào cái vùng điều khiển của các cái thẻ
này nhé. Ví dụ mình nháy vào đây, xong các bạn chọn để Customize Ribbon. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ mới. Thì các bạn nhìn ở bên phải này, nó có chữ Developer ở đây này. Nếu bạn nào mà chưa tích ấy, như thế này chẳng hạn, thì các bạn sẽ tích vào đây. Xong các bạn tích OK. Đấy, thì nó sẽ hiện cái thẻ Developer ra đây. Sau đó các bạn tích vào cái thẻ này. Các bạn chọn vào Visual Basic. Đấy, thì nó cũng hiện một cái cửa sổ như vừa xong mình bấm phím tắt là Alt+F11 đấy. Đấy, thì thay vì bấm Alt+F11 thì các bạn có thể vào thẻ Developer và các bạn tích vào Visual Basic. OK. Ở đây mình xin giới thiệu với các bạn một cái cửa sổ mới gọi là Immediate. Đấy, trong trường hợp mà bạn nào không thấy cái cửa sổ này ấy, ví dụ ở đây mình đóng đi nhé, thì các bạn làm như sau: các bạn vào thẻ View này, trong cái Visual Basic nhé, xong các bạn chọn Immediate Window hoặc phím tắt là Ctrl+G. Đấy, thì nó sẽ tạo một cái cửa sổ ở đây. Cái cửa sổ đây để làm việc gì? Để các bạn có thể test từng cái câu lệnh đơn, hoặc các bạn có thể in để chạy debug chẳng hạn nhé. Bây giờ ví dụ mình hỏi là hỏi chấm 1 cộng 1, đấy thì nó sẽ trả về kết quả là 2. Hoặc các bạn có thể gõ cái câu lệnh như này này. Ví dụ mình gõ cái câu lệnh ở trên nhé, cell này. Ví dụ ở hàng 2 cột 3 này. Ví dụ bằng, các bạn mở ngoặc là gà Excel chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn bấm Enter. Đấy, thì nó sẽ gán ở cái hàng 2 cột 3 cái chữ gà Excel này. Các bạn không cần phải trong một cái cú pháp của cái bắt đầu và kết thúc của một chương trình nhé các bạn. Nó sẽ thực hiện từng cái lệnh đơn một. Đấy là cái cửa sổ immediately. OK, ở đây mình sẽ thu nhỏ cái Excel này cho các bạn dễ nhìn nhé. Sẽ kéo cái này rộng ra. Bên này là Excel, còn bên này là cái cửa sổ nhận lập trình nhé. Đầu tiên ấy, mình sẽ giới thiệu với bạn một số khái niệm cơ bản trong VBA nhé. Đầu tiên là khái niệm cell. Thì như các bạn biết ấy, cell ấy thì được kết hợp của hàng và cột. Thì trong Excel, từ Excel 2007 trở đi, các bạn ấn Ctrl mũi tên xuống nhé, để nó sẽ xuống đến hàng cuối cùng này. Thì nó sẽ có hơn 1 triệu hàng cơ. Các bạn ấn Ctrl Home nhé, để nó về cái cell A1 ở đây này. Tương tự các bạn ấn Ctrl mũi tên sang phải, nó sẽ sang cái cột cuối cùng ở đây là cột XFD. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ là hơn 16.000 cột. Như vậy Excel của mình sẽ có là hơn 1 triệu hàng và hơn 16.000 cột. Để mà gán giá trị cho cell thì các bạn chỉ cần gõ nhập công thức thôi ạ. Các bạn có thể cell này. Ví dụ các bạn gán là hàng 2 cột 1 đúng không? Bằng hello. Đấy thì các bạn thấy không? Đây hàng 2 cột 1 bằng hello. Hoặc các bạn có thể, ví dụ các bạn đang ở cái gì đây ạ? Đây hàng 5 và cột B là cột số 2. Bây giờ mình muốn nhảy sang cái hàng 1 cột 1 thì các bạn gõ gì? Các bạn gõ cell của điện 1.1 chấm select. Đấy các bạn enter một cái. Đấy thì nó sẽ nhảy về cái cell này A1 ở đây. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về worksheet. Đây giả sử các bạn có thể thêm 3 sheet chẳng hạn nhé. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Thì các bạn thấy ở bên này nó sẽ có là 3 sheet tương ứng đây này. Ở đây là đang là sheet 3 đúng không ạ? Bây giờ mình muốn chuyển sang cái sheet 1 để các bạn làm việc nhé. Thì các bạn làm như sau, các bạn gõ gì ạ? Sheet này. Đấy, xong các bạn mở ngoặc đơn ra, các bạn mở ngoặc kép. Có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn gõ đúng cái tên. Thì các bạn ở đây là sheet 1 chẳng hạn nhé. Sheet 1 này, các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại, chấm select. Đấy các bạn enter thì nó sẽ chuyển sang là cái sheet 1 là sheet select, tức là sheet 1 sẽ là cái sheet để mình đang làm việc. Đấy, cách thứ hai là gì ạ? Bây giờ ví dụ mình quay lại, mình tích vào sheet 3. Bây giờ muốn chuyển sang sheet 1 nhá, mình có thể gõ là gì ạ? Mình gõ là sheet này. Đấy, mở ngoặc 1 luôn. Tức là 1 đây là số thứ tự. Thì cái sheet 1 này nằm ở đầu tiên thì mình gõ là sheet1.select. Đấy các bạn enter một cái, các bạn thấy không? Nó lại chuyển về sheet 1 rồi. Hoặc là các bạn gõ gì ạ? Sheet thứ 2 nhá. Chấm select. Thì nó lại quay về cái sheet 2. Đấy là sheet làm việc. Bây giờ các bạn có thể đổi tên nhá. Ví dụ mình muốn đổi tên cái sheet 3 là gà Excel chẳng hạn đúng không? Thì các bạn sẽ là gì ạ? Sheet này. Mở ngoặc 3. Đấy. Chấm name. Không các bạn bằng ví dụ là gà Excel nhá. Đấy các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Đấy các bạn thấy không? Cái sheet 3 này được đổi tên thành gà Excel rồi. Đấy là cách mình làm việc với sheet. Thì mình sẽ gọi tên sheet và mình select là lựa chọn và chấm name là đặt tên. Còn rất là nhiều cái tính năng khác thì trong các cái ví dụ ở phía cuối video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhé. Đấy là các bạn hiểu về sheet này. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về workbook. Chẳng hạn như bây giờ mình đang làm việc trên cái book 1 này. Bây giờ mình muốn tạo một cái file mới nhé. Các bạn vào file này, các bạn bấm new. Đấy, ví dụ mình chọn một cái workbook mới. Thì workbook mới này có tên là book 2. Cái book 2 này là cái book mà mình đang tích vào thì nó gọi là active workbook. Bây giờ mình gõ là gì ạ? Mình gõ là cell của 1
0,1 mà bằng gì? Bằng gã Excel. Thì theo các bạn thì nó sẽ gán vào cái book 2 hay là cái book 1 ở đây ạ? Kết quả nó sẽ gán vào book 2, tại vì cái book 2 đang là cái book làm việc. Đấy, thì các bạn enter một cái. Đấy. Bây giờ ví dụ các bạn tích vào cái book 1 này này, thôi các bạn lại chạy lại lệnh này, thì nó sẽ gán vào cái book 1. Đấy, tức là cái lệnh này nếu mà khuyết không có workbook hoặc là worksheet nào ấy, thì nó sẽ mặc định là nó sẽ chỉ vào cái workbook là đang làm việc, tức là đang active, và cái worksheet đang active. Đấy. Đấy là cách để mình truy nhập workbook nhá. Bây giờ mình mở cái workbook 2 lên. Bây giờ giả sử mình đang là cái book 2 này đang active nhá. Bây giờ mình muốn truy cập vào cái book 1 thì mình làm như thế nào? Thì các bạn phải chỉ cần thêm câu lệnh là workbook thôi. Workbook, các bạn mở ngoặc. Có S, các bạn mở ngoặc đơn này. Là gì ạ? Tên của cái này là book 1 chẳng hạn thế nhá. Book 1. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn lại, chấm đi ạ. Đây các bạn chú ý nhá, cái book 1 ấy là cái sheet 2 nó đang làm việc đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chấm gì ạ? Chấm sheet 2. Mở ngoặc, các bạn có thể gõ số 2 tức là ở thứ tự thứ hai đúng không ạ? Chấm gì? Ví dụ mình gán là cell hàng thứ hai cột 1. Đấy, bằng đang là gái cell đúng không? Cái chữ này là xin chào chẳng hạn nhá. Các bạn đóng ngoặc kép lại, các bạn enter. Đấy, mặc dù cái book 2 đang là active nhưng mà nó vẫn truy cập được vào cái book 1. Đấy, thì để truy cập vào một cái book mà không phải active ấy, thì các bạn nhớ là các bạn phải thêm workbook. Đấy, tiếp theo là các bạn muốn thao tác trên cái sheet nào thì các bạn cũng phải gõ thông tin ở sheet đấy. Đây, chấm cell 1 là xin chào đấy. Đấy là cách truy nhập đến workbook và worksheet. Bây giờ mình đóng cái book 2 này lại nhé. Mình không cần dùng nữa. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một số khái niệm khác. Thì đầu tiên ý, sẽ là biến nhé. Về biến ý, thì các bạn chú ý nhé. Các bạn cứ tưởng tượng biến như là một cái hộp ấy. Các bạn có thể đựng được quả bóng này, các bạn có thể đựng được rau củ quả, hoặc các bạn có thể đựng được đồ chơi. Đấy, thì biến cũng như vậy. Biến thì các bạn có thể gán được bằng giá trị này hoặc bằng giá trị khác mà tùy các bạn muốn. Biến thì có giới hạn từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của nó thôi. Tương tự như vậy thì hộp ý, thì cũng có rất là nhiều loại. Ví dụ hộp bằng nhựa, hộp bằng thủy tinh hay là hộp to, hộp nhỏ thì biến cũng vậy. Biến thì có rất là nhiều kiểu biến. Thì ở đây mình đã list cho bạn một số cái kiểu biến chính và cái khoảng giá trị từ nhỏ nhất đến lớn nhất mà nó có thể làm. Đầu tiên ở đây là kiểu integer, tức là kiểu nguyên đấy, kiểu số, thì có giá trị từ -32768 đến 32767. Tương tự là kiểu long, là kiểu cũng là kiểu số, thì có giá trị lớn hơn là từ -2 tỷ đến hơn 2 tỷ cơ. Kiểu sinh, kiểu double. Đấy, các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. Có thể là kiểu workbook này, worksheet, hoặc là kiểu range, tức là những cái đối tượng của Excel đấy. Hoặc là cái kiểu variant. Kiểu variant này là một cái kiểu mà bất kỳ nào cũng được. Tức là mình chưa xác định rõ ràng thì mình cứ đặt nó là variant nhé. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ về biến cho các bạn nhé. Đây, các bạn xóa đi này. Ở đây mình gõ là gì ạ? Các bạn chú ý nhé, các bạn có thể viết code ở trên trực tiếp cái sheet này, hoặc là các bạn sẽ viết code vào module. Thì thông thường ấy, thì mình sẽ viết code trong module. Bởi vì khi các bạn viết code ở trên sheet này ấy, mà các bạn xóa đi thì nó sẽ bị mất code của các bạn đấy. Còn các bạn viết code ở trên module ấy, thì nó sẽ đi theo cái file của các bạn luôn. Trừ khi các bạn xóa cái file đấy thì nó mới mất code thôi ạ. Để tạo một cái module mình viết code ấy, thì các bạn nháy chuột phải vào bất kỳ vị trí nào ở đây. Các bạn nháy chuột phải vào đây, các bạn chọn Insert. Đấy, các bạn chọn module. Đây là xong, các bạn tích đúp vào cái module này. Đấy, để bên này các bạn viết code nhé. Ví dụ các bạn gõ là gì ạ? Sub này. Ví dụ là Excel cấp tốc chẳng hạn thế nhá. Mình đặt tên là Excel cấp tốc. Đấy, các bạn đóng mở ngoặc đơn lại, các bạn Enter. Thì các bạn chú ý nhá, cái tên của chương trình ấy là phải viết liền, không được có dấu cách và không được có ký tự đặc biệt. Thì nó có một số quy tắc nhất định ấy. Thì các bạn cũng không quá lo lắng nữa, các bạn chỉ cần nhớ là các bạn đặt tên có ý nghĩa và không có dấu cách là được. Đấy, ok. Ví dụ mình để khai báo biến ấy, thì các bạn dùng cái cú pháp là gym này. Xong là tên biến, ví dụ mình ghi là biến y chẳng hạn nhá, s. Xong là kiểu biến là gì, ví dụ integer là số nguyên chẳng hạn thế. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt, ví dụ mình đặt y bằng 5. Đấy, xong mình gán gì ạ? Cell của 1,1 bằng y chẳng hạn thế nhá. Vậy các bạn chạy chương trình. Đấy, các bạn thấy không? Thì ở đây là sẽ là bằng 5. Bây giờ mình đổi y bằng 7 chẳng hạn thế. Vậy mình chạy nhá. Đấy, thì ở đây nó là ra 7. Thì tiếp theo ấy, mình sẽ giới thiệu với các bạn về range nhá. Một cái khái niệm cũng rất là hay dùng trong Excel và trong VBA. Thì range là gì?
Range có thể là nhiều cell liên tiếp nhau hoặc là một cell đơn cũng có thể là gọi là range. Đây ví dụ mình gõ là gì ạ? Range này. Các bạn mở ngoặc ra ví dụ gì ạ? A1 này, các bạn 2 chấm đến B3. Đấy các bạn đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn lại mà bằng gì ạ? Bằng gà Excel. Đấy các bạn enter, các bạn thấy không? Thì nó sẽ gán là từ A1 đến B3 bằng gà Excel. Đây là một cái khoảng cell liên tiếp. Hoặc có thể là một cell không thôi, ví dụ mình gõ là gì ạ? Range. Range của gì ạ? Các bạn mở ngoặc ra là A5 chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn lại. Bằng gì? Bằng xin chào. Đấy, các bạn thấy không? Đây thì là A5 bằng xin chào rồi. Thì lúc này range cũng là một ô thôi. Đấy, cách khai báo range nữa là gì ạ? Range của ví dụ hai cell nhé. Ví dụ mình gán là cell, ví dụ là hàng 7 đi, cột 2. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại để xong cell 1, phẩy. Cell thứ hai là gì ạ? Hàng 8 cột 4 địa chẳng hạn thế nhá. Đấy các bạn gán là bằng gì ạ? Bằng hello chẳng hạn thế nhá. Đấy các bạn enter. Đây là hàng 7 cột 2 đến hàng 8 cột 4 bằng hello. Hoặc các bạn có thể là chấm địa, chấm select cũng được. Đây ví dụ mình tích vào một cái ô khác bất kỳ nhá. Ở đây mình ghi là chấm select. Đấy các bạn enter một cái thì cái vùng này sẽ được select, là được lựa chọn. Bây giờ để xóa đi thì các bạn có thể gán luôn là bằng gì ạ? Các bạn đóng mở ngoặc kép luôn thì nó sẽ xóa luôn đây này. Các bạn chú ý nhé là VBA mình không undo được đâu. Tức là mình có thể undo cái code thôi nhưng mình không thể undo được cái thao tác mà mình đã làm đâu ạ. Đấy, ví dụ ở đây mình gán là hello lại nhé. Đấy, thì cách xóa đi là mình có thể khai bằng đóng mở ngoặc kép luôn hoặc các bạn có thể chấm clear này. Cũng là xóa đi ạ. Đấy, các bạn enter một cái thì cũng là xóa đi rồi. Đấy là cái range. Cái range thì dùng rất là nhiều trong Excel. Thì sau này các cái ví dụ ở cuối chương trình mình sẽ nói chi tiết hơn về range cho các bạn nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn hàm điều kiện khá là hay dùng, gọi là hàm if ạ. Thì ở đây mình sẽ đổi cái biến y này là kiển biến variant nhé. Các bạn ấn Ctrl Space này. Đấy, variant ở đây. Sau đó mình sẽ khai báo gì ạ? Y bằng gì ạ? Các bạn bấm input. Ví dụ mình muốn nhập là cái chữ input box nhé. Các bạn ấn Ctrl Space để gợi nhắc này. Đấy, các bạn xuống dưới các bạn ấn tab nhé. Hoặc các bạn có thể gõ đầy đủ luôn là input box nhé. Các bạn mở ngoặc đơn ra. Các bạn mở ngoặc kép là nhập một số vào đây. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại, các bạn enter. Thì cái lệnh input box này nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ để các bạn nhập một số vào và nó gán bằng y luôn. Bây giờ mình muốn kiểm tra cái số y nhập vào là số chẵn hay lẻ nhé. Mình sẽ dùng câu lệnh là gì ạ? If này. Nếu như mà gì ạ? Y này. 1, 2 mà bằng 0, then. Đấy, thì mình sẽ hiện thông báo ra là gì ạ? MSG box. Ví dụ thế, các bạn ấn Ctrl Space này. Mình sẽ ghi là gì ạ? Y. Xong các bạn và. Mở ngoặc kép ra không cách này. Là số chẵn. Chẳng hạn thế. Các bạn đóng ngoặc kép lại. Ở đây y xong các bạn và thì các bạn phải có dấu cách ra. Đấy. Xong ngược lại thì là gì ạ? Nếu mà không phải thì là L. Tức là y mà 1, 2 mà khác không ấy. Thì là L. Thì các bạn sẽ ghi một cái câu lệnh gì ạ? MSG box nhé. Các bạn ấn Ctrl Space này. Xong các bạn y. Các bạn và với cả gì ạ? Khoảng cách ra là số lẻ. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại. Các bạn enter, các bạn có một câu lệnh end if. Đấy. Ở đây mình giải thích nhá. If và end if là bắt buộc phải đi với nhau ạ. End if để báo hiệu là kết thúc cái hàm if này, tức là kết thúc cái câu điều kiện này. Đấy còn L là ngược lại, tức là nếu mà y mà không chia cho 2. Bây giờ các bạn chạy chương trình nhá. Ví dụ mình bấm nút màu xanh này thì nó bảo là nhập một số, đây chính là cái chữ mình ghi là nhập một số đấy. Thì các bạn nhập một số vào đây, ví dụ mình nhập số 5 chẳng hạn thế nhá. Vậy các bạn bấm OK thì nó sẽ báo là 5 là số lẻ. Tức là gì ạ? Nó sẽ kiểm tra cái 5 chia cho 2 này. Mà khác không thì nó sẽ thực hiện cái lệnh L này. Đấy, thì nó sẽ hiện là gì ạ? 5. Y đây lúc này là 5 mà. Xong nó thêm cái chữ là số lẻ vào đây. Đấy, vậy ví dụ mình chạy lại nhá. Mình nhập số 6 chẳng hạn nhá. Các bạn OK. Nó ghi là gì ạ? 6 là số chẵn. If tức là cái hàm điều kiện rẽ nhánh hoặc là cái hàm điều kiện cũng được nhá. Thì cái hàm if này cũng rất là hay dùng trong VBA đấy. Ok, vậy mình xóa cái if đi nhé. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 vòng nặp thông dụng mà các bạn hay dùng nhất trong VBA. Đầu tiên sẽ là vòng nặp for, sau đó vòng nặp while và cuối cùng là vòng nặp for x. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ giải thích các bạn tại sao lại dùng vòng nặp. Vòng nặp có nghĩa là mình sẽ thực hiện một cái thao tác lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần mình lặp lại thì mình sẽ kiểm tra cái điều kiện
để thoát khỏi vòng lặp hay không. Thì ví dụ nhé, tại sao lại cần vòng lặp? Ví dụ các bạn muốn nhập một cái chuỗi từ 1 đến 1.000 chẳng hạn nhé, thì thông thường các bạn sẽ nhập 1 này, hoặc bạn nhập 2 này. Đấy, xong bạn bôi đen các bạn kéo xuống đến 1.000 thì thôi nhé. Nếu các bạn nhập như thế thì các bạn kéo xuống thì rất là bất tiện. Đấy, và các bạn phải kiểm tra xem đã bằng 1.000 hay không. Nếu mà làm VBA mình sẽ làm vòng lặp chỉ có một câu lệnh là xong đấy. Mình khai báo gym E này, integer chẳng hạn thế nhá. Các bạn ấn Control Space này, ấn Tab. Thì các bạn sẽ dùng vòng lặp for này. Y bằng 1 to. Ví dụ là 1.000 đúng không ạ? Đấy. Xong các bạn xuống dòng các bạn bấm next. Thì cái cấu trúc này for xong là next. Nghĩa là để kết thúc cái vòng lặp for. Thì mình sẽ in này, các bạn gõ cell gì ạ? Mình gán này từ cái, ví dụ mình gán từ cái ô này nhá. Thì ở đây là gì ạ? Y bằng 1 thì mình sẽ có thể gán ở đây là 7 cộng Y. Tức là từ hàng thứ 7 này. Cộng với Y. Phẩy. Ở đây là cột thứ 3 nhé. Cột C là cột thứ 3 chẳng hạn. 3. Đấy. Các bạn sẽ bằng Y. Đấy. Các bạn chỉ cần một cái vòng lặp for next này thôi. Bây giờ mình bấm nút này để chạy nhé. Đấy. Các bạn thấy không? Từ 1 đến 2 và các bạn ấn Ctrl mũi tên xuống này. Đấy. Nó sẽ thấy là bằng 1.000 luôn. Rất là nhanh. Đấy là một cách ví dụ để các bạn hiểu là vòng lặp thôi ạ. Đây là vòng lặp for nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về vòng lặp while chẳng hạn nhé. Ở đây mình ví dụ mình nhập một cái chuỗi các cái số đi, mình dùng hàm này random between giữa 1 và 100 chẳng hạn thế nhá. Đấy, còn các bạn nhấn chuột phải này, các bạn copy, các bạn bôi đen một cái vùng dữ liệu ở đây chẳng hạn thế, các bạn enter. Đấy, các bạn sẽ ra được một cái vùng số liệu ở đây không các bạn. Copy mình paste value nhá, paste special thành value. Ok, bây giờ đây là mình đã có một cái vùng dữ liệu ở đây rồi. Bây giờ giả sử mình muốn tính tổng cái vùng dữ liệu này thì mình sẽ dùng vòng lặp while ở đây nhé. Các bạn có thể dùng for cũng được, tức là mình sẽ for mình quét từ cái hàng thứ 6 đến cái hàng thứ 18 này. Nhưng mà cái for nó có một nhược điểm ấy là các bạn phải biết được cái hàng cuối cùng. Đấy, hoặc các bạn phải dùng một cái hàm để các bạn biết được cái hàm cuối cùng. Nhưng cái vòng lặp while này thì các bạn không cần biết hàng cuối cùng. Mình sẽ làm cho các bạn ở đây nhé. Ví dụ mình biết cái hàng đầu tiên là hàng thứ 6 đúng không ạ? Thì mình sẽ gán là gì ạ? Y bằng 6. Tức là mình sẽ gán từ cái hàng bắt đầu là y bằng 6 nhá. Thông các bạn dùng một cái vòng lặp gì ạ? While. Why khi nào gì ạ? Mà cell mở ngoặc này. Y phẩy tức là hàng 6 này. Hàng 6 cột 3 chẳng hạn thế nhá. Cột 3 mà khác rỗng. Đấy. Các bạn đóng ngoặc lại. Tức là cứ khi nào có giá trị thì mình làm. Đấy. Mình không quan tâm. Và nó sẽ quét đến cái hàng cuối cùng. Đấy các bạn hiểu không ạ? Xong mình sẽ kết thúc bằng cái lệnh là WHEN. V kép là viết tắt của chữ while. Còn end nghĩa là kết thúc. Đấy. Cú pháp của cái vòng lặp while là gì ạ? While và cuối cùng là WHEN. Thì các bạn chú ý nhé, trước khi mà WHEN thì các bạn phải tăng Y lên, Y bằng Y cộng 1. Tại sao lại phải tăng Y ạ? Tại vì khi mình làm xong hàng thứ 6 nhá, thì mình sẽ làm hàng thứ 7, đúng không ạ? Tiếp theo là hàng thứ 8 thì cái câu lệnh Y tăng lên là như vậy ạ. Đây ví dụ mình khai báo một cái biến gym đi, tổng S long đấy ạ. Cái kiểu long này long là kiểu số nhưng mà cái khoảng giá trị của nó lớn hơn integer. Thì mình có thể gán gì ạ? Tổng bằng 0 nhá. Tức là đầu tiên sẽ tổng bằng 0. Thì ở đây mình sẽ gán gì ạ? Tổng này sẽ bằng gì ạ? Tổng cộng với cả cell của gì? Của y phẩy 3. Trong ví dụ này mình chỉ cộng là cái cột C này thôi nhá. Đấy. Thì mình chỉ dùng cái câu lệnh này. Xong cuối cùng mình hiện một cái thông báo nhá. Empty box này. Đấy, các bạn mở ngoặc ra. Tổng là. Ví dụ tổng cột C là chẳng hạn thế nhá. Các bạn hai chấm cách này. Xong đóng ngoặc kép lại. Xong các bạn và với cả giá trị tổng ở đây. Đấy, bây giờ mình chạy chương trình nhá. Các bạn bấm nút màu xanh này. Đấy, thấy chưa? Tổng cột C là 747. Bây giờ các bạn kiểm tra nhá. Đấy, tổng ở đây là sum ở đây là 747, đúng rồi. Ví dụ các bạn muốn tính tổng cột D này nhá, thì các bạn chỉ cần là cell Y 4 ở đây thôi. Đấy, bây giờ các bạn chạy này. Đấy, tổng, ví dụ các bạn đổi là tổng cột D ở đây nhá. Ở đây mình chưa đổi, ví dụ mình tổng cột D đi. Bây giờ mình chạy lại nhá. Đấy, thì tổng cột D là 729, mình kiểm tra nhá. Đây. Các bạn thấy không? 729 ở dưới này rồi. Đấy. Thì trong trường hợp mình muốn cộng toàn bộ cái vùng dữ liệu này cơ. Đấy. Thì các bạn lại phải dùng một cái vòng lặp mới để cho một cái biến là quét từ cái cột đầu tiên đến cái cột cuối cùng này. Thì tức là lúc đấy mình phải hai vòng lặp. Thì một là mình có thể dùng vòng lặp while hoặc là vòng lặp for. Thì cũng khá là rắc rối. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái vòng lặp gọi là for x và cái gọi là current reason. Đấy. Một cái tính năng rất là hay của VBA. Bây mình xóa đi nhá. Đấy, mình cứ dùng cái tổng với cả cái y nữa. Thì trước tiên ý, mình sẽ giới thiệu với bạn current reason trước nhá. Ví dụ bây giờ mình muốn gán cái cell, ví dụ ở đây là hàng 6 cột 3 nhá. Tức là cái OC6 đây này, sẽ là active nhá. Đấy,
vì mình đang tích một cái ô bất kỳ ra ngoài cái vùng dữ liệu này, thì bạn muốn cái ô C6 là active thì các bạn gõ là gì ạ? Cell này. Ví dụ hàng 6 cột 3 đấy, chấm select. Đấy, thì lúc này nó sẽ lựa chọn cái này. Xong các bạn gõ gì ạ? Các bạn gõ gì? Active cell này. Cell chấm gì ạ? Chấm current region. Đây này. Đấy. Chấm select. Đấy, các bạn enter một cái thì nó sẽ lựa chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu này. Nó chỉ cần tìm một cái ô trong cái vùng dữ liệu thôi. Thì cái current region nó sẽ lựa chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu đấy. Ví dụ cái ô active là ô này chẳng hạn thế nhé. Bây giờ mình chạy cái lệnh này. Đấy, các bạn thấy không? Thì toàn bộ vùng dữ liệu này được chọn. Bất kỳ một cái ô nào ở đây thôi thì toàn bộ cái vùng dữ liệu nó đều được chọn các bạn. Tích vào cái dòng này các bạn. Enter để chạy lại cái lệnh này. Đấy, rất là hay ạ. Thì mình sẽ ứng dụng cái current region và cái forex để mình làm nhé. Bây giờ các bạn xóa cái y này đi. Ví dụ mình khai báo y bằng biến là biến range đi ạ. Tại sao lại là biến range? Mình sẽ quét này, y mình quét từng cái ô một trong cái này. Thì mỗi một ô cũng là một range ạ. Đấy, thì mình sẽ khai báo y là biến range. Bây giờ các bạn gõ này for này, x này. Đấy, câu lệnh là forex nhá. Gì ạ? Y. Đấy, in. In gì? Mình sẽ chọn cái vùng này. Thì mình có ghi, có thể ghi là gì ạ? Cell. Cell gì ạ? Cell với đây, ví dụ hàng 6 này. Mình chọn một cell bất kỳ trong cái vùng dữ liệu này thôi. Hàng 6 cột 3 chẳng hạn thế nhá. Đấy. Chấm gì ạ? Chấm current region. Current region này. Các bạn phải thuộc thôi. Cái này không bấm Ctrl Space được. Xong các bạn kết thúc cái for này vẫn là lệnh thôi ạ. Đấy, nó khác với cái lệnh for là gì? Nó thêm cái chữ x này này. Đấy. Bây giờ mình sẽ gán gì ạ? Tổng sẽ bằng tổng. Đấy, cộng với cả gì ạ? Cell. À, cộng với y thôi ạ. Tổng cộng với cả y. Đấy, cuối cùng mình sẽ hiện cái thông báo là MSG box. Đấy. Và hoặc ra là tổng của vùng dữ liệu là. Xong các bạn và với cả biến tổng. À, đây không có cái đóng ngoặc nữa. Đấy. Bây giờ các bạn chạy nhá. Đầu bước này, mình xem nào. À, đây, ở đây mình thiếu một chữ R ạ. Đấy. Bây giờ các bạn bấm vào nút vuông này để stop nhá. Đấy, bây giờ mình chạy lại này. Các bạn bấm vào nút tam giác màu xanh đây này. Đây, các bạn có thể tích ra một ô bất kỳ đều chạy được này. Bây giờ các bạn tích vào đây. Đấy, thì tổng cái vùng dữ liệu của mình là 2747. Bây giờ mình kiểm tra nhé. Các bạn bôi đen cái vùng dữ liệu đây. Thấy chưa? Nó là 2747 rồi. Đấy, bây giờ các bạn có thể thêm. Ví dụ mình copy cái cột này nhé. Đấy, mình thêm ra đây. Đấy, hoặc các bạn có thể thêm cái dữ liệu này. Đấy, các bạn có thể mở rộng cái vùng dữ liệu ra. Thì cái lệnh này nó đều chạy được ạ. Nó không quan tâm đến cái hàng cuối cùng và cột cuối cùng của bạn. Đây, các bạn chạy thử một xem nhé. Đấy, lúc này tổng vùng dữ liệu là 4711. Đây, mình kiểm tra nhé. Đấy, các bạn thấy không? 4711 này. Đấy, như vậy cái current region ấy, nó hay ở một chỗ là gì ạ? Nó không cần phải biết cái hàng cuối cùng và cột cuối cùng là bao nhiêu. Mà nó vẫn có thể làm được ạ. Tức là nó quét toàn bộ từng ô một trong cái vùng dữ liệu đấy. Gọi là current region. Nhưng các bạn chú ý nhé, các bạn phải lựa chọn một cái ô trong cái vùng dữ liệu đấy, xong các bạn chấm current region nhé. Ok, như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn ba cái vòng lặp, là vòng lặp for next này, vòng lặp while và vòng lặp for each. Cuối chương trình thì mình sẽ làm rất là nhiều ví dụ cho các bạn để các bạn hiểu được là các cái khái niệm này, cũng như là các bạn có thể ứng dụng được vào trong cái công việc của các bạn. Thực tế thì học qua ví dụ là cách học mà nhanh nhất để các bạn có thể tiếp cận được với VBA Excel. Thì ở cuối chương trình mình sẽ làm khá nhiều ví dụ để cho các bạn hiểu nhé. Ok. Tiếp theo chương trình mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng trong cái thẻ developer này gọi là Record Macro. Đấy, cái Record này khá là hay. Các bạn tích đúp lên này. Record Macro dùng để làm gì? Record Macro ấy làm cho các bạn một số cái ứng dụng cơ bản mà các bạn không cần phải viết code VBA mà các bạn có thể dùng cái tính năng Record này để các bạn làm. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái Record này để các bạn có thể tra xem là các cái tập lệnh mà các bạn không biết dùng trong VBA như nào. Giả sử mình không biết tô màu thì mình dùng cái lệnh gì, hoặc là VLOOKUP thì mình dùng như thế nào, thì mình sẽ dùng Record Macro trước. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng Record Macro để mình tạo một cái danh sách, các cái mục lục. Bây giờ giả sử ở đây mình tạo một cái là main nhé, tức là cái cửa sổ chính nhé. Xong là ở đây mình sẽ sheet là gì ạ? Tháng 1 chẳng hạn này. Đấy, ở đây là sheet tháng 2. Đấy, thì trong cái main này mình sẽ tạo, đây mình xóa đi nhé. Trong cái main này mình sẽ tạo hai cái Bastard. Đấy, các bạn vào thẻ Insert này. Xong các bạn chọn cái hình shape này, mình sẽ chọn các cái hình, ví dụ mình chọn hình này đi. Các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo nhé. Đấy, xong các bạn nháy chuột phải vào đây, các bạn chọn Edit Text.
Mình sẽ ghi là tháng 1 chẳng hạn thế nhá. Đấy, các bạn bôi đen này. Là thẻ hôm mình căn giữa đi. Bây mình co lại. Ok, mình có cái bottom tháng 1 rồi. Bây giờ các bạn tích vào cái bottom này, không? Các bạn giữ control, các bạn tích ra để mình có một cái là tháng 2 nhá. Bây giờ các bạn nháy chuột phải, các bạn edit text. Đấy, mình sửa cái số 1 thành tháng 2. Tức là mình sẽ tạo hai cái bottom này để khi mình tích vào bottom này nó sẽ nhảy sang cả cái tháng tương ứng ở đây. Đấy, các bạn tích vào đây, không? Các bạn giữ control tích vào đây. Mình vào thẻ format, đấy, mình align, các bạn align left hoặc right cũng đều được ạ. Đấy, mình sẽ căn hai cái này bằng nhau. Và ví dụ mình tạo này cho nhìn cho nó đẹp hơn, pro hơn nhá. Đấy, đây là cái vùng để tạo mục lục. Bây giờ mình sẽ thực hiện record macro nhá. Các bạn vào thẻ developer này, mình sẽ bấm record macro. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ mới. Ở đây nó yêu cầu mình đặt tên cho cái macro này. Ví dụ mình đặt tên là gì ạ? Tháng 1. Các bạn chú ý nhé, tên của cái macro là phải viết liền đấy ạ. Mình sẽ đặt tên là tháng 1, tại vì cái macro này mình sẽ thực hiện cái việc là chuyển đến tháng 1 nhé. Đấy, tiếp theo là ở phía dưới này là các bạn muốn tạo cái phím tắt cho cái macro đấy, hoặc là các bạn có thể mô tả, thì ở đây mình không cần thiết, các bạn bấm OK. Thì sau khi các bạn bấm OK ấy, thì ở bên này nó sẽ chuyển thành là stop recording. Tức là nếu mà các bạn muốn dừng ấy, thì các bạn tích vào đây. Thì nghĩa là ở đây nó đang ghi rồi. Đấy, các bạn ở đây mình thu nhỏ lại. Thì các bạn chú ý nhé, sau khi mà các bạn tích record macro ấy, thì ở bên này nó sẽ tạo một cái module mới để lưu cái macro của mình. Thì ở đây lúc đấy là có module 1 rồi, thì nó sẽ tạo một cái module 2. Thì tên chính là tên tháng 1 mà tên macro mình đặt vừa nãy đấy. Thì tương ứng khi các bạn làm bất cứ cái thao tác nào ở bên cái file Excel này ấy, thì ở bên cái VBA này này, nó sẽ chuyển thành các câu lệnh của VBA nhé. Bây giờ cái macro này chỉ thực hiện cái nhiệm vụ là mình chuyển đến cái sheet tháng 1 thôi ạ. Thì bây giờ các bạn tích vào sheet tháng 1. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Thì tương ứng ở bên này nó sẽ là cái gì ạ? Sheet tháng 1.select. Đấy, bây giờ mình bấm stop nhá. Đây, cái biểu tượng này là stop recording. Bây giờ các bạn bấm dừng. Như vậy là mình đã xong một cái macro này. Thì cái macro này chỉ làm nhiệm vụ là chuyển đến cái sheet tháng 1 thôi. Đấy, bây giờ các bạn quay về cái sheet main này. Bây giờ các bạn nháy chuột phải vào cái bottom này nhá. Xong các bạn chọn gì ạ? Assign macro. Đấy, mình sẽ gán vào cái macro tháng 1 này. Các bạn tích đúp vào cái tháng 1 này nhé. Hoặc các bạn tích vào tháng 1, các bạn tích OK. Đấy. Bây giờ các bạn thoát ra, các bạn tích ra ngoài. Bây giờ các bạn chỉ cần tích vào cái tháng 1 này này. Thì nó sẽ tự động nó nhảy đến cái sheet tháng 1 này. Đấy, rất là hay ạ. Đây. Tháng 1, đấy, nhảy đến tháng 1. Thì tương tự mình sẽ recording cho cái macro để khi mình tích vào tháng 2 nó sẽ nhảy sang tháng 2 đây. Thì các bạn cũng tích vào cái biểu tượng record macro này. Rồi mình sẽ đặt tên là tháng 2 chẳng hạn thế nhá. Đấy, các bạn tích OK. Đấy. Khi các bạn tạo một cái macro là tháng 2, các bạn thấy chưa? Bên này nó sẽ tạo một cái chương trình mới. Và tên ở đây chính là cái tên lúc đấy mình ghi là tháng 2 đây. Bây giờ các bạn chỉ cần tích vào cái sheet tháng 2 này này. Đấy, thì tương ứng là cái lệnh sheet tháng 2.select thôi. Thằng là các bạn ở bên này các bạn stop, tức là các bạn dừng ghi luôn. Đấy, như vậy các bạn đã xong được một cái chương trình là tháng 2 ở đây. Và nhiệm vụ của nó là chỉ lựa chọn cái tháng 2 này. Bây giờ các bạn quay lại cái cửa sổ main nhá. Mình nháy vào cái này mình gán. Assign macro mình gắn lên cái macro tháng 2 lúc đấy. Đấy. Bây giờ các bạn tích vào tháng 2 này. Đấy, nó nhảy sang tháng 2. Đấy, mình tích vào tháng 1, nó nhảy vào tháng 1. Đây, ví dụ mình tạo một cái bottom để quay về cái cửa sổ main nhé. Đấy, ví dụ mình vào insert này. Mình chọn cái hình mũi tên đi ạ. Đây, mũi tên quay về. Các bạn giữ chuột trái các bạn kéo này. Đấy, các bạn nháy chuột phải. Edit text đi. Mình sẽ viết là diện. Quay về main chẳng hạn thế này. Đấy. Khi bạn tích vào cái nút này thì nó sẽ quay về main này. Thì ví dụ mình đang ở tháng 1 chẳng hạn nhé. Các bạn chú ý các bạn không được tích vào cái sheet main này đâu ạ. Các bạn có thể ở một trong hai sheet tháng 1 và tháng 2. Thì ví dụ mình đang ở sheet tháng 1 nhé. Thì các bạn vào thẻ developer. Đấy, các bạn chọn gì ạ? Record macro. Mình sẽ đặt là gì ạ? Mình đặt là main chẳng hạn thế. Hoặc là mình sẽ đặt là quay về main. Quay về main. Đấy, các bạn tích OK. Đấy, nó ngay lập tức nó sẽ tạo một cái chương trình là quay về main. Cái này các bạn chỉ cần tích vào cái sheet main thôi. Cái record macro này là như vậy. Đấy, sheet main.select. Bây giờ các bạn dừng ghi, stop. Ok, bây giờ các bạn quay lại cái này nhá. Các bạn nháy chuột phải vào cái bottom này. Các bạn gán, assign macro. Các bạn gán vào diện quay về main. Đấy. Bây giờ các bạn cũng nháy chuột phải, các bạn copy cái bottom này sang cái tháng 2 này. Đấy, mình ở đây các bạn. Đấy, các bạn nháy chuột phải, các bạn paste luôn vào đây. Thì lúc này cái mũi tên này nó sẽ giúp các bạn để quay về main nhé. Về các bạn tích vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Quay về main. Hoặc các bạn sang tháng 2 các bạn tích quay về main. Đấy, ví dụ mình vào tháng 1 này. Đấy, mình quay về main. Tháng 2 này, quay về main. Đấy, rất là hay ạ.
Đây là ứng dụng đơn giản của Record Macro để mình tạo một cái danh sách mục lục, tức là danh sách liên kết giữa các sheet với nhau. Thì ở cuối chương trình mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn Record Macro để làm được những cái việc khá là hữu ích, cũng khá là nâng cao của phần Record Macro đấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để dùng hàm trong VBA. Bây giờ ví dụ mình có 1 này, 2 này, 4 này, 3 chẳng hạn. Thế bây giờ các bạn muốn tính tổng nhá. Thì để dùng được hàm tính tổng thì các bạn làm như sau. Bây giờ ví dụ mình tích vào module 1 mình viết code nhá. Ở đây mình xóa đi. Đây các bạn muốn lấy hàm tổng ấy thì mình sẽ ví dụ mình khai một báo một cái biến sim tổng đi. S long hoặc là double. S long này, bây giờ mình sẽ gán là gì ạ? Mình sẽ tổng bằng. Bây giờ mình dùng hàm sum nhá. Thì các bạn gõ thì để gõ được hàm trong Excel các bạn gõ Excel này chấm ạ, chấm worksheet function này. Đấy, chấm gì? Chấm hàm sum luôn. Xong các bạn mở ngoặc luôn là range. Range ở đây là từ gì ạ? Các bạn ô này là ô B3 đến gì ạ? B6 đúng không ạ? Mình tích vào đây mở ngoặc ra là B3 2.B6. Đấy các bạn đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn lại. Đấy. Đấy, đóng ngoặc đơn nữa để xong hàm sum nhá. Bây giờ mình có MSG box mình hiện thông báo ra. Và các bạn ấn Ctrl Space này. Mình ghi là tổng mở ngoặc là tổng dãy số là chẳng hạn thế nhá. Đấy. Xong các bạn vào với tổng. Bây giờ các bạn bấm chạy nhá. Đấy. À, ở đây mình thừa mất cái dấu ngoặc đơn này. Với các bạn bấm chạy nhá. Đấy thì nó hiện thông báo tổng dãy số là 10. Đây, tổng của 1 2 3 4 ở đây là bằng 10. Đấy. Ví dụ ở đây là 100 đi. Bây giờ các bạn chạy lại nhá. Thì tổng là 106. Ok, đây là cách để mình dùng hàm. Thì các bạn chú ý để dùng hàm trong Excel thì mình phải thêm chữ là excel.worksheet function. Tuy nhiên có một số hàm thì lại không như thế ạ. Ví dụ hàm lép nhá. Ví dụ các bạn gõ gì msg box này. Mình gõ là gì ạ? Mình gõ là lép luôn. Lép của chữ gì ạ? Ví dụ gà Excel này. Phải ví dụ mình lấy hai ký tự chẳng hạn thế nhá. Thì nó sẽ trả về chữ gà này này. Tức là cái riêng cái hàm lép chẳng hạn thế thì lại không dùng excel.worksheet function đâu. Ở đây mình xóa cái này đi chẳng hạn. Đấy về các bạn chạy này. Đấy thì nó sẽ trả về chữ gà. Thì tương tự nếu các bạn gõ right này mà lấy 5 chẳng hạn thế thì nó sẽ trả về chữ Excel. Đấy, nó ra Excel đấy. Thì đa số ấy, các hàm đều dùng là excel.worksheet function. Để biết cái hàm nào mà không dùng được tính năng đấy thì các bạn chỉ cần gõ cho mình là excel này chấm worksheet function. Đấy, chấm. Ví dụ mình nghĩ là cái hàm left phải dùng thế này nhá. Các bạn gõ left này. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ không ra. Thì như vậy cái hàm left ấy thì không cần dùng worksheet function nữa mà các bạn gõ trực tiếp hàm left thôi. Đấy, hoặc hàm right cũng vậy. Thì thực tế thì có rất ít hàm mà các bạn gõ trực tiếp, còn đa số các hàm thì các bạn phải dùng excel.worksheet function để các bạn gọi cái hàm đấy lên. Ví dụ như vlookup là excel.worksheet function.vlookup đấy, hoặc là sumifs hay là hàm cao gì đấy đều phải như thế ạ. Chỉ có một số hàm text như hàm left right hoặc hàm len thì không cần. Ví dụ ở đây hàm len chẳng hạn thế nhá. Hàm len in cái độ dài của cái ký tự gà Excel chẳng hạn thế thì nó sẽ ra là mấy ạ? Gà là 2, Excel là 5 cộng dấu cách nó sẽ ra là 8 nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy nó hiện số 8. Ok, bây giờ là cái phần hay nhất trong cái bài học hôm nay là mình sẽ làm cho các bạn khá nhiều ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn về cách dùng các khái niệm cơ bản của VBA cũng như có thể ứng dụng được vào chương trình của các bạn. Cách sử dụng Advanced Filter. Thì đầu tiên các bạn mở cửa sổ Visual Basic ra, các bạn bấm Alt F11 ạ. Sau đó các bạn sẽ nháy chuột phải một cái sheet bất kỳ, các bạn chọn Insert. Các bạn chọn Module để mình viết code ạ. Thì đầu tiên ý, các bạn sẽ dùng gì ạ? Sub này. Ví dụ mình đặt tên chương trình là gì ạ? Nọc lưng cao đi ạ. Các bạn đóng mở ngoặc, Enter. Đầu tiên các bạn sẽ khai báo biến nhé. Các bạn khai báo cho mình một cái gym range, add range. Đấy. Thì cái range này chính là cái vùng dữ liệu của mình nhá. Các bạn sẽ đặt luôn set range sẽ bằng gì ạ? Bằng sheet. Các bạn mở ngoặc nhá. Ở đây tên sheet là data đúng không? Các bạn mở ngoặc data. Chấm gì ạ? Chấm range. Đầu tiên mình sẽ chọn cái cột đầu tiên của cái vùng dữ liệu ở đây là B4 ạ. Thì các bạn mở ngoặc ra là B4. Hay không các bạn đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn lại. Các bạn chấm current region. Đấy. Tức là gì? Cái ô B4 ở đây này. Thông các bạn chấm
current region thì nó sẽ bôi tất cả cái vùng dữ liệu ở đây cho các bạn ạ. Tiếp theo thì mình phải khai báo một cái biến và mình sẽ đặt cái vùng là vùng điều kiện. Đấy, thì các bạn cũng khai báo thêm một cái biến là gym gì ạ? Criterio đi. Criterio. Range. Đấy, cũng add range. Đấy, sau đó các bạn sẽ gán nhé. Các bạn cũng set nhé. Các bạn bôi đen, các bạn copy nhé. Nhấn chuột phải này, các bạn copy. Đây các bạn, nhấn chuột phải, các bạn paste vào đây cho mình. Thì cái này của mình sẽ là gì ạ? Query, các bạn ấn Ctrl Space nhé. Chấm. Range ở đây, cái điều kiện thì mình sẽ bôi đen từ cái ô G4 ạ. Đây các bạn là G4. Tiếp theo thì mình sẽ đặt một cái vùng để mình chiết xuất nhé. Gym, ví dụ mình copy range, tức là mình copy to đấy ạ. Cũng add range. Thì mình cũng đặt nhá, các bạn Ctrl V ở đây này. Thì ở đây mình sẽ biến là gì ạ? Các bạn copy, các bạn Ctrl Space nhá. Đấy. Ví dụ mình chiết xuất dữ liệu ra cái cột N4 đây chẳng hạn thế nhá. Thì mình sẽ gán là N4. Mình xóa cái current region đi. Thì cứ rất là đơn giản thôi ạ. Cái reg đây chính là vùng dữ liệu của mình đúng không ạ các bạn? reg.advanfilter. Các bạn ấn tab này. Cách ra này. Đầu tiên action là gì? Các bạn là xl filter copy. Đấy. Ấn tab phải. Biến thứ hai là criterion range, chính là cái criterion range ở đây của mình đây. Các bạn ấn Ctrl Space nhá. Đấy, phải. Cái copy to range đây chính là copy gạch dưới range của mình. Các bạn ấn Ctrl Space. Hoặc các bạn gõ này. Đấy, copy range ở đây. Đấy, ok. Bây giờ các bạn chạy thôi ạ, đơn giản thôi, bây giờ mình tích chạy nhá. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy nó sẽ chiết xuất ra được là hai người họ Nguyễn. Bây giờ giả sử mình không muốn họ Nguyễn, mình muốn là cái bắt đầu là tên là chữ L thôi chẳng hạn thế nhá. Họ này bắt đầu bằng chữ L, các bạn tích L vào đây. Các bạn quay trở lại chương trình nhá. À đây mình phải xóa dữ liệu này đi. Các bạn chọn Sheet này. Các bạn Ctrl C. Copy chấm gì ạ? Chấm range. Các bạn mở ngoặc ra. Mở ngoặc đây là gì ạ? Từ cái cột N đến cột. Đây dữ liệu của mình là từ cột L đến cột T chẳng hạn nhá. Range của mở ngoặc N này, 2.T. Đấy, đóng ngoặc, chấm gì ạ? Chấm delete này. Đầu tiên này, mình chạy cái lệnh này trước nhá. Các bạn ấn run ở đây này. Các bạn set cái dưới này. Đấy, thì nó sẽ xóa đi. Tức là nó xóa cái dữ liệu mình lọc trước đấy đi nhá. Để mình tạo cái lọc mới mà. Đấy, bản chất cái lệnh delete là như vậy. Ok, đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ lọc ra tất cả những cái người mà họ bắt đầu bằng chữ Lê ở đây. Bây giờ giả sử mình muốn lọc thêm là những cái người mà họ mà có chữ L nhá, nhưng mà điều kiện là tổng điểm phải lớn hơn 5. Các bạn copy ra đây, các bạn paste tổng điểm vào đây, các bạn ghi là lớn hơn 5. Đấy, thì nó sẽ lọc thỏa mãn hai điều kiện là họ bắt đầu bằng chữ L và tổng điểm lớn hơn 5. Các bạn quay trở lại chương trình, các bạn bấm chạy nhá. Đấy, chạy như vậy ở đây lúc này chỉ còn lại từng này bạn thôi. Đây, tổng điểm đều lớn hơn 5. Ví dụ tổng điểm lớn hơn 7 đi nhá, xem là có bao nhiêu bạn. Lúc này chỉ còn bao nhiêu bạn, 1-2 bạn thôi. Các bạn chạy nhá. Bây giờ mình bấm run đây này. Đấy, như vậy chỉ còn 2 bạn thôi. Ngoài họ L chẳng hạn ra thì mình muốn họ bắt đầu bằng chữ P nữa đi chẳng hạn. P thì những cái bạn P mà tổng điểm thì nhỏ 5 chẳng hạn. Đấy, mình in. Với mà họ bắt đầu bằng chữ L thì tổng điểm lớn 7 và nếu bắt đầu bằng P thì nhỏ 5. Đấy, bây giờ mình lại chạy. Các bạn run lại thôi ạ. Họ bắt đầu bằng chữ P thì có mấy? Phạm đây. Phạm đây lại lớn hơn 5. Bây giờ sử mình bắt đầu bằng chữ H đi chẳng hạn nhá. À, bằng chữ T đi ạ. Chữ T có vẻ nhiều hơn. Bây giờ các bạn chạy lại chương trình nhá. Bây giờ mình gắn cái bottom đi cho nó dễ ạ. Các bạn vào insert này. Hoặc là mình gắn cái hình biểu tượng ở đây cho dễ để mình gắn macro luôn ạ. Đấy, các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo nhá. Đấy, ví dụ mình ghi là gì ạ? Đây là advanced filter đi ạ. Hoặc là mình lọc lưng cao. Mình gọi là advanced filter. Ok, các bạn tích đúp này. Các bạn bôi đen, các bạn căn giữa. Và home mình cũng căn giữa luôn. Ok, bây giờ các bạn nháy chuột phải vào cái hình này. Các bạn assign macro đến cái tên của cái chương trình mình đặt là lọc lưng cao đấy. Các bạn tích đúp vào đây. Đấy, bây giờ các bạn chỉ cần chạy thôi ạ. Bây giờ họ T và tổng điểm lớn hơn 5 đi ạ. Thì các bạn advanced filter. Đấy, như vậy là họ bắt đầu bằng T đều có tổng điểm lớn hơn 5. Đâm ra lúc đấy mình lọc nhỏ 5 là không có. Ví dụ T nhưng mà T lại nhỏ hơn 7 đi nhá. Đấy.
chữ T mà họ lại nhỏ hơn 7. À, tổng điểm mà nhỏ hơn 7 nha các bạn, Advanced Filter. Đấy. Như vậy là gì? Ở đây ví dụ họ bắt đầu bằng chữ L thì có hai bạn là có tổng điểm lớn hơn 7 này, và T thì có một bạn là nhỏ hơn 7. Đấy, ok, rất là hay ạ. Biểu trương này ví dụ là gì ạ? Ví dụ ở đây mình ghi là 1 nhân với 1 sẽ bằng gì ạ? Đây, các bạn ghi là 2 chấm bằng 1 chẳng hạn thế. Tương tự ở đây sẽ là gì ạ? 1 nhân 2. Ở đây sẽ là 1 nhân 2 bằng 2. Tương tự ở đây là 2. Đấy, các bạn nhân 1, 2 chấm bằng 2. Đấy, tương tự như vậy ạ. Đấy, mình sẽ làm ở đây cho các bạn xem nhé. Mình in bản kiểu chương. Thì ví dụ đây là sheet 4 thì nó vẫn ở thứ hai nhé các bạn. Thì các bạn làm như sau. Ví dụ mình ghi là gì ạ? Mình ghi chú đi. In bản kiểu chương ra màn hình. In bản kiểu chương thì các bạn chú ý nhé. Mình lúc này mình phải dùng hai biến ạ. Một biến sẽ chạy theo cột, tức là từ 1 này, nhân 2, nhân 3, nhân 4 ở đây ạ. Và một cái biến sẽ chạy theo hàng ở đây. Các bạn phải dùng hai biến nhé. Đây, ví dụ biến này là biến Y sẽ chạy từ 1 đến 9 ở đây. Biến này là biến Z sẽ chạy cũng từ 1 đến 9 ở bên này. Mình sẽ làm hai biến nhé. Z, Y, phẩy Z, S, integer. Các bạn sẽ hai vòng lặp ạ. For Y bằng 1, U, 9, step 1. Các bạn lách luôn. Để các bạn đỡ quên là cấu trúc của cái vòng for đầu tiên. Các bạn chú ý nhé, vòng for đầu tiên sẽ chạy đây ạ. Chạy theo cột ở đây. Vòng for thứ hai là for này. Z bằng 1, 2, 9, step 1, lách luôn. Đây là mình thường ấy, mình sẽ viết là gì ạ? Mình sẽ viết xong một cái cú pháp của một cái vòng lặp luôn để tránh bị thiếu ạ. Các bạn ấn tab nhé. Sau đây các bạn sẽ gắn chương trình, các bạn sẽ ghi là gì? This workbook này. Chấm sheet. Thì các bạn có thể gõ tên là sheet 4, hoặc các bạn sheet này nó nằm ở sheet thứ 2 thì các bạn có thể là số 2 thôi cũng được ạ. Đấy, chấm gì ạ? Chấm cell y cộng 1. Đấy, phẩy thì cũng phải là z cộng 1. Các bạn gắn bằng gì ạ? Bằng đầu tiên nhá. Ví dụ y bằng 1 và z bằng 1 thì các bạn phải ghi là gì ạ? Y này. Đấy các bạn, và này. Cách ra này, các bạn cách này, dấu nhân này. Các bạn và z này, và này. Và gì ạ? Các bạn ghi là 2 chấm bằng. Đấy, xong các bạn lại và y nhân z. Đây, mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Các bạn mở rộng ra một tí. Các bạn đóng cái này lại. Đây, mình chạy trước nhá. Mình chạy trước để các bạn xem nó ra kết quả như nào. Đây, các bạn thấy không? Rất là nhanh. Nó sẽ ra bảng kiểu chương ạ. Đầu tiên nó sẽ chạy là gì ạ? Y sẽ chạy đầu tiên là sẽ bằng 1, đúng không ạ? Thì z nó sẽ chạy từ 1 đến 9 ở đây. Còn nếu như mà mình ở đây mình không có cộng 1 nhé. Các bạn chú ý nếu không có cộng 1 ở đây. Đây mình xóa cái này đi. Mình xóa đi, mình chạy lại nhé. Nếu như không có cộng 1 ở đây thì nó sẽ chạy từ cái ô đầu tiên này ạ. Đấy, nó sẽ không chạy từ cái ô này nữa. Mà nó sẽ chạy từ ô A1 ạ. Đây các bạn thấy không? Đây, nó sẽ chạy từ A1 ở đây. Còn nếu như mình cộng 1 ở đây. Mình cộng 1 ở đây. Thì nó sẽ lùi xuống một hàng và một cột. Lúc đấy dữ liệu nó sẽ chạy từ cái ô B2 này ở đây ạ. Đấy, bảng kiểu chương của mình nó sẽ ra ở đây. Ở đây ta có danh sách các thí sinh thi đại học. Đầu tiên là số báo danh, tên, ngày sinh, địa chỉ. Đây là các môn, điểm ưu tiên, tổng điểm và kết quả. Bên này là mẫu in để gửi kết quả cho các thí sinh. Đây là số báo danh, tên thí sinh, ngày sinh, địa chỉ. Đây là điểm thi và kết quả ở đây. Đây là ghi chú ạ. Đầu tiên, chương trình của mình sẽ là quét theo số báo danh từ số báo danh đầu tiên đến số báo danh cuối cùng. Thì mình sẽ điền vào đây. Sau đó thì tên thí sinh, ngày sinh, địa chỉ và các cái thông tin khác sẽ là VLOOKUP từ số báo danh. Thì ở đây cái template ý, chúng ta sẽ làm như sau bằng VLOOKUP này. Các bạn tìm theo số báo danh này, phẩy này. Thứ hai là bảng giá trị dò thì các bạn bôi đen tất cả cái bảng này cho mình nha. Đấy. Phẩy
cột trả về, ví dụ mình đang là tên ý, cột trả về là cột số 2, phẩy, ở đây mình tìm chính xác sẽ là 0. Đấy. Thì ví dụ cái số báo danh nhá, ví dụ mình có số báo danh là QHA001 chẳng hạn nhá. Mình sẽ điền số báo danh QHA001 ở đây đi, các bạn thấy không? Tên nó sẽ nhảy theo. Cái phần ngày sinh ý, thì nó công thức cũng giống như là các bạn copy. Các bạn Ctrl V, thì các bạn thay cái cột trả về là số 2 thay bằng số 3. Đấy, cái ngày sinh thì mình đổi thành định dạng ngày tháng đi. Các bạn nhấn chuột phải, các bạn vào Format Cell. Đấy, mình cho vào là Date. Địa chỉ thì cũng tương tự nhé. Các bạn Ctrl V này, các bạn địa chỉ thì là số 4. Cột trả về là cột số 4. Đấy, điểm toán thì cột trả về sẽ là cột số 5. Điểm lý sẽ cột trả về là cột số 6. Đây, điểm hóa cột trả về là cột số 7 này. Ưu tiên là cột trả về số 8. Tổng điểm là cột trả về số 9. Hoặc các bạn tổng điểm các bạn có thể bằng sum ở đây cũng được luôn ạ. Kết quả thì là cột thứ 10. Cột trả về là thứ 10 đấy. Ok, khi ta tạo xong thế này thì ta set một cái là print area để khi mà mình print ra ấy, thì nó sẽ chỉ in cái thông tin ở đây. Các bạn tích vào thẻ base layout này, các bạn vào set print area đây, các bạn tích vào set này, print area đây. Đấy, thì khi in ý, thì nó chỉ in cái vùng lựa chọn này thôi. Ok, mình xin giải thích cái chương trình ấy. Chương trình của mình đầu tiên sẽ là quét số báo danh đầu tiên này, xong là số thứ hai, thứ ba đến số báo danh cuối cùng sẽ điền vào đây, thì các cái thông tin liên quan ở đây nó sẽ tự nhảy theo ạ. Các bạn thấy không? Đây là hàm thôi. Ví dụ ở đây mà khi mà nhảy sang số báo danh QHA02 ấy, thì các bạn thấy không? Tất cả cái thông tin ở dưới này cũng nhảy theo. Ví dụ tên là Nguyễn Văn 2 này. Ok, bây giờ mình sẽ viết code nhé. Các bạn có thể ấn Alt+F11 nhé. Hoặc các bạn vào thẻ Developer, các bạn vào Visual Basic này. Ở đây mình ấn Alt+F11. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái module để các bạn viết code nhé. Đấy, các bạn tích đúp vào module để viết code. Ví dụ mình viết là tên chương trình là sub này, tên chương trình là gì ạ? Này, kết quả thi trung học phổ thông chẳng hạn, thế các bạn đóng vào ngoặc kép, enter. Đầu tiên mình sẽ khai báo một biến là biến y đi, gis integer. Đấy, cái biến y này sẽ làm gì? Các bạn chú ý nhá. Cái biến y này ấy, mục đích là nó sẽ chạy từ cái số báo danh đầu tiên đến số báo danh cuối cùng nhá. Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ gán là gì ạ? Y bằng 2. Tức là y bằng 2 là chính là cái hàng thứ hai, là cái thí sinh đầu tiên đấy. Sau đó mình sẽ dùng một vòng lặp while nhé các bạn. While này. Các bạn chú ý this workbook. Các bạn ấn Ctrl Space nhé. Chấm này, sheet. Sheet dữ liệu đây là nằm ở đầu tiên là sheet số 1 đấy. Các bạn đánh số 1 thôi. Chấm cell của y,1 mà khác rỗng. Khác rỗng, các bạn đóng ngoặc lại. Cái while này thực ra thì có thể không cần đóng mở ngoặc đâu, các bạn có thể tắt thế này cũng được ạ. Đấy, tức là gì, nó sẽ quét từ đầu này đến cuối, khi nào mà khác rỗng thì dừng, tức là đấy, đến cái thằng QHA010 này thì nó sẽ dừng nhá. Thì để làm này các bạn phải gán là y bằng y cộng 1. Đấy, xong các bạn vn. Để ba cái câu lệnh này là bắt buộc phải có, tại vì sao ạ? Cái vn này để kết thúc cái vòng lặp while này, cú pháp của nó như vậy. Cái y bằng y cộng 1 ấy, tức là sau khi mà làm xong cái thí sinh đầu tiên thì mình tăng lên 1 để mình làm cái thí sinh thứ hai, các bạn hiểu không ạ? Đấy, đây mình có thể co nhỏ lại để các bạn dễ nhìn nhé. Đấy, cái y này nó nằm ở trong cái vòng lặp thì các bạn có thể ấn tab để nó thụt vào một ô nhé. Đấy, các bạn enter. À, đầu tiên mình ghi chú chương trình nhé. Mình ghi là gì ạ? In danh sách kết quả thi trung học phổ thông. Ví dụ y bằng 2 các bạn có thể ghi chú là gì ạ? Quét từ thí sinh đầu tiên này. Từ thí sinh đầu tiên. Đấy. Y bằng y cộng 1 các bạn có thể hiểu là này. Quét thí sinh tiếp theo này. Thí sinh tiếp theo. Thì đầu tiên các bạn phải gán nhé. Các bạn chú ý nhé. Các bạn phải gán là cái cell ở đây này. Cái vị trí này chính là cái cell của hàng thứ 4 và
cột D là cột 4 ạ, tức là cell của 44. Các bạn sẽ gán bằng số báo danh nhé. Thì các bạn làm sao ạ? This workbook này. Các bạn ấn Ctrl Space này. Ấn Tab này. Chấm gì ạ? Sheet này. Cẩn chú ý nhé, cái sheet mẫu in ấy là cái sheet thứ hai. Đấy, các bạn chấm cell của gì ạ? 44.4.4 này. Tức là cái vị trí này. Các bạn sẽ gán cho bằng gì ạ? Bằng This workbook này. Các bạn ấn Ctrl Space này. Dấu Tab này. Chấm gì ạ? Sheet 1 này. Sheet 1. Chấm cell. Cell của gì ạ? Các bạn chú ý nhé. Chấm cell của số báo danh thì là cell của Y mà. Y đang chạy. Nhưng mà cột thì luôn luôn là cột 1. Thì các bạn là cell Y1. Y.1. Đấy. Tức là khi mà Y tăng lên 1 nữa ấy, thì là cell của 3.1. Tức là thí sinh thứ 2 tăng lên 1 nữa là thí sinh thứ 3. Đấy. Bây mình test thử cho các bạn xem nhé. Các bạn chỉ cần chạy cái hàm này thôi nhá. Bây mình test thử nhá. Đây các bạn ấn run này. Thì đầu tiên là y bằng 2 đúng không? Nó sẽ chạy này. Đầu tiên nó sẽ gán là cái số báo danh sẽ là bằng cell của 21, tức là số báo danh của quy 1 ạ. Các bạn đóng cái này này. Đây. Các bạn chạy này. Thấy chưa? Nó sẽ gán đầu tiên là vì y bằng 1 thì nó sẽ gán là QHA001 này. Đây. QHA001 đây ạ, thí sinh đầu tiên. Sau đó nó sẽ tăng y lên là 1 thì lại quét cái thí sinh A02, nó sẽ gán vào cái ô cell 44 này, các bạn nhìn nhá. Đấy, đến cái bước này nó sẽ gán này. Các bạn nhìn cái ô này nó sẽ tăng lên là QHA002 ạ. Đấy, QHA002 thì tất cả cái thông tin này sẽ nhảy theo ạ, vì ở đây là mình ở hàm VLOOKUP rồi. Đấy. Thí sinh này là đang bị trượt đây. Tiếp theo lại tăng lên là thí sinh 03. Đấy các bạn thấy không? Đấy ok. Mình cần stop cái debug này nhá. Như vậy là mình đã xong cái bước là bước duyệt các cái thí sinh rồi. Bây giờ làm sao để in nhá. Các bạn chú ý nhá. Câu lệnh in thì nó làm như sau ạ. Các bạn vẫn cứ this workbook này. Chấm sheet này. Mình đang in cái sheet 2 mà. Sheet 2 này. Chấm. Các bạn ghi là print out. Đấy, print out. À, ở đây mình preview này. Bằng for. Tức là mình không preview nữa. Cái câu lệnh này là câu lệnh in ạ. Vì ở đây á, các bạn chú ý nhá, cái máy mình không có máy in thì các bạn ấn Ctrl P này. Thì cái printer đây chính là cái máy in mặc định của bạn. Thì ở đây mình in là in PDF thôi. Thì nếu mà có máy in rồi thì nó tự in thôi, nó sẽ không hỏi nữa. Thì ở đây là in PDF thì nó sẽ hỏi khi mình bấm in ý, thì nó bắt mình phải đặt tên đấy. Đấy, các bạn hiểu ý không ạ? Còn nếu các bạn in rồi, in ra giấy ấy, thì nó sẽ không hỏi tên. Đấy, cái câu lệnh này là cái câu lệnh để in ra máy in ạ. Bây giờ bắt đầu mình chạy nhá. Bây giờ mình nhấn run này. Đấy, đầu tiên này, các bạn thấy không? Nó sẽ in cái thí sinh 001 này. Ở đây nó bắt mình phải là đặt tên đấy. Ví dụ mình ghi là QHA001 chẳng hạn. Mình lưu ra desktop nhá. Đấy, xong rồi lại bắt đầu in cái thí sinh tiếp theo. Đấy, nhảy sang thí sinh 02 nhá. Thì mình lại đặt là QHA002 chẳng hạn thế này. Đấy. Nó sẽ in đến cái thí sinh cuối cùng. Này, mình sang mình desktop đây. Lúc đấy là mình có được hai thí sinh này. Các bạn mở lên nhá. Đấy, các bạn thấy không? QHA001 đây. Đấy, thí sinh 1. Tương tự QHA02 đấy ạ. Đấy, thí sinh số 2. Như vậy với một cái câu lệnh rất đơn giản như này thôi ạ, các bạn có thể làm được một việc rất là lớn đấy ạ. Các bạn nếu mà làm tay, ví dụ mà một trường mà có hàng trăm nghìn thí sinh thì các bạn không thể in tay được ạ. Mà cái này rất là tiện. Bây giờ mình sẽ tạo một cái loop bastard ở đây nhé. Các bạn kích đúp lên. Tạo cái bastard ở đây để mình chỉ cần tích thôi. Đấy các bạn vào, vẫn developer này. Các bạn vào insert. Đây mình tạo tích vào cái bastard ở đây. Mình kéo. Ví dụ mình sẽ gán vào cái kết quả thi mà cái macro mình vừa viết ạ. Các bạn bấm đăng. Đấy, ở đây mình có thể là bấm nút này. Mình đổi tên nhé. Mình đổi tên là in này. Danh sách. Đấy, ok. Thì các bạn khi các bạn bấm in danh sách thôi thì nó sẽ chạy chương trình đấy ạ. Đấy, ví dụ mình đầu tiên mình sẽ đặt là QHA01 này. Tiếp theo thí sinh thứ hai thì mình đặt là QHA02.
Đây là vì mình in PDF nên nó mới hỏi thôi, còn các bạn mà in ra giấy ấy, thì nó sẽ không hỏi đâu. Các bạn chú ý như vậy nhé. Nhưng mà trong trường hợp ấy, mình lại không muốn in hết danh sách mà mình chỉ in từ danh sách thứ 2 đến danh sách thứ 3 thôi nhỉ, tức là in một số danh sách nhất định thôi. Ví dụ có 100.000 thí sinh nhưng mình chỉ muốn in độ khoảng 10 thí sinh đầu tiên thôi. Thì hoặc là 10 thí sinh từ thí sinh thứ 20 chẳng hạn ấy. Thì ở đây các bạn không thể dùng hàm while được nhá. Thì các bạn phải dùng hàm for. Đây, ví dụ mình đóng cái hàm while lại đi. Các bạn chỉ cần đánh dấu phẩy thôi thì coi như là cái này đã thành ghi chú rồi. Thì mình có thể là for này. Y bằng, ví dụ mình in từ thí sinh thứ 10 nhá. To 20 chẳng hạn. Đấy, step 1 chẳng hạn nhá. Tức là mình sẽ chỉ in từ thí sinh thứ 10 đến thứ 20 thôi. Ở đây mình bỏ cái y cộng 1 đây. Xong mình bấm next. Đấy. Như vậy là ở đây ấy, mình sẽ in là từ thí sinh thứ 10 đến thứ thí sinh 20 thôi. Nhưng ở đây mình có 10 thì mình test là ví dụ từ thứ 3 đến thứ 5 thôi. Tức là mình in 3 bạn là bạn thứ 3, thứ 4, thứ 5 thôi. Đấy. Thì mình có thể dùng hàm for này. Trong trường hợp mà mình không muốn in toàn bộ danh sách. Đấy. Thì các bạn có thể dùng hàm for này để in một số danh sách nhất định. Còn trong trường hợp các bạn muốn in tất cả thì các bạn phải để lại vòng lặp while và end ở đây cho mình. Đầu tiên, ta sẽ vào thẻ Developer, các bạn tích vào Visual Basic hoặc các bạn ấn phím tắt ANF11. Sau đó các bạn nháy chuột phải, các bạn vào Insert Module. Mình sẽ tạo module để viết code ạ. Ở đây mình thu nhỏ cửa sổ lại cho dễ nhìn nhé. Ví dụ ở đây mình có 3 sheet nhé. Mình xin giải thích qua về chương trình như sau ạ. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến worksheet. Thì nó sẽ quét lần lượt các sheet trong cái file này. Ví dụ ở đây có 3 sheet thì nó sẽ quét lần lượt sheet 1, sheet 2, sheet 3. Và nó sẽ kiểm tra từng sheet 1 có phải là sheet active hay không. Còn nếu mà các sheet ấy mà không phải là sheet active, tức là các sheet đang mờ đây này, không phải là sheet 1 chẳng hạn ấy, thì nó sẽ xóa đi. Đấy, thuật toán rất đơn giản chỉ có vậy thôi. Thì đầu tiên các bạn tích đút vào module nhé để mình viết code này. Ghi chú này, ví dụ mình ghi là chương trình xóa các sheet khác chẳng hạn, không phải là sheet active. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé, cấu trúc của một chương trình vẫn là sub đấy. Sau đấy tên chương trình, ví dụ mình ghi là xóa gì ạ, xóa sheet đi ạ. Các bạn đóng vào ngoặc đơn nhé, enter. Sau đó ta sẽ khai báo một biến ạ. Các bạn zoom này, mình sai cái báo một biến là biến worksheet đi ạ. Add gì ạ, worksheet. Các bạn ấn Ctrl Space nhé, thì nó sẽ gợi nhắc cho các bạn ạ. Mình ghi là worksheet, đây ấn Tab. Như vậy là mình đã có một cái biến worksheet rồi. Thì cái biến này sẽ làm việc gì ạ? Nó sẽ quét lần lượt 3 sheet ở đây ạ. Đấy, và nó sẽ kiểm tra xem là từng sheet 1 có phải là sheet active hay không. Nếu mà không phải thì nó sẽ xóa nhé. Thì mình sẽ khai báo một vòng lặp for để mình quét tất cả các sheet ạ. For này. X gì ạ? X worksheet in this. Các bạn ấn chữ Ctrl Space nhé. This workbook chấm gì ạ? Chấm sheet hoặc worksheet cũng được ạ. Đây là mình chấm sheet đi. Còn các bạn let nhé để kết thúc cái hàm for này. Như vậy là cái vòng lặp for này sẽ giải quyết cái việc gì ạ? Cái worksheet này này, nó sẽ quét lần lượt 3 cái sheet này. Thì mình sẽ ghi là if này, nếu worksheet.name mà khác với this workbook này, chấm, các bạn ghi là active sheet nhé. Active sheet nghĩa là gì? Nghĩa là cái sheet mà mình đang lựa chọn này, mình đang thao tác này. Đấy, chấm, name, gen. Các bạn có một cái hàm enif luôn nhá để mình kết thúc hàm if này. Sau đó mình lên trên mình viết câu lệnh trong cái hàm if và enif này. Tức là nếu mà khác thì mình sẽ làm cái việc gì? Mình ghi là worksheet này. Chấm .delete. Đấy, các bạn rất là đơn giản rồi. Bây giờ mình test nhá. Mình test chương trình, các bạn tích vào rìa bên trái này, nó hiện cái dấu chấm đây này. Đấy. Xong mình chạy nhá. Mình bấm vào cái nút hình tam giác màu xanh này. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ quét này. Đấy, x, các bạn thấy không? Cái worksheet đầu tiên ý, nó sẽ trả về là sheet 1 này. Đấy, worksheet.name các bạn thấy không? Khi mình trỏ vào worksheet.name nó sẽ hiện ở dưới là sheet 1. Thì nó sẽ kiểm tra xem là cùng tên với cái active sheet.name không. Thì các bạn chú ý nhé, active sheet ở đây mình đang là sheet 1 cho lên. Đầu tiên nó sẽ là bằng nhau đấy, thì nó sẽ không làm cái việc xóa này. Đấy, các bạn chạy đây. Đấy, nó kiểm tra tức là hai cái này là bằng nhau. Nó sẽ nhảy xuống enif luôn. Đấy, các bạn. Đấy, quay lại vòng for tiếp theo. Thì đến cái sheet thứ hai các bạn thấy không? Các bạn trỏ vào đây này, nó sẽ hiện cái là sheet 2. Thì nó sẽ kiểm tra, à,
cái sheet 2 này nó khác với cả cái active sheet, thì nó sẽ thực hiện cái bước này này, cái bước vàng này nó chuẩn bị thực hiện này. Các bạn run một cái. Đấy. Bắt đầu Excel nó sẽ hỏi là các bạn có thực sự là muốn xóa không nhá. Thì mình bấm delete đi. Đấy các bạn thấy không? Ở đây nó đã mất sheet 2 rồi. Không, nó lại quét tiếp thì đến cái sheet 3 thì nó lại xóa tiếp. Nó lại hỏi. Đấy các bạn thấy không? Nó đã mất cái sheet 3 này rồi. Như vậy việc của mình bây giờ mình rất nhiều sheet, mình không thể mỗi lần mình cứ tích yết để mình xóa cái sheet ở đây được. Thì mình làm như sau nhé. Đây ví dụ mình thêm vài sheet nữa đi để mình test chương trình ấy. Thì mình muốn mất cái hiện thông báo là có xóa hay không ở đây ấy, thì mình làm như sau nhé. Các bạn ghi là application này. Các bạn ấn Ctrl Space nhé. Chấm display alert này. Đấy, bằng false. Tức là gì ạ? Tức là nó sẽ không hiện cái thông báo đấy lên. Và khi mà chạy hết vòng for này rồi, tức là khi mà xóa hết các sheet rồi, thì mình lại trả về cái hiện thông báo đấy ạ. Đấy, application chấm display alert này bằng true. Nếu mà các bạn không có cái câu lệnh này ấy, thì các cái lần Excel lần sau nó sẽ không hỏi cái đấy đâu, cũng rất là nguy hiểm cho cái người sử dụng lần sau nhé. Đấy, bây giờ mình test thử nhé. Đây giả sử mình lại có là gì ạ, có 3 sheet rồi. Ví dụ bây mình tích vào sheet 4 đi, sheet 4 là sheet active đi, thì nó sẽ xóa sheet 1 và sheet 5. Nó sẽ không hỏi cái cửa sổ là có xóa hay không đâu. Bây mình kiểm tra nhé, các bạn tích vào đây để chạy này. Đấy thấy chưa, nó sẽ xóa sheet 1 và sheet 5 đây, nó không còn cái thông báo này nữa. Đấy, bây giờ mình test lại nhé. Bây giờ giả sử cái sheet active là sheet 7 đi chẳng hạn nhé. Bây giờ mình đánh cái dấu nháy đơn ở đây ấy, là chuyển thành ghi chú đấy. Đấy, thì mình đánh nhớ đơn đây ghi chú. Nếu mà các bạn xóa hai cái này nhé, thì nó sẽ hiện thông báo là mình có muốn xóa hay không đấy. Mình test lại cho các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hỏi là mình muốn xóa hay không. Như vậy cái việc là mình ghi cái application.display alert đây này, nó để bỏ cái thông báo này đi cho các bạn nhé. Đấy. Mình cancel đi. Đấy, với các bạn bấm chạy đây. Thấy chưa? Nó sẽ xóa sheet 4 và sheet kia đi. Nó chỉ còn lại sheet 7 thôi. Bây giờ việc tiếp theo của mình tạo một cái button ở đây nhé. Các bạn tùy các bạn có muốn tạo hay không thì tùy chương trình. Mình hướng dẫn cho bạn nào cần tạo. Thì các bạn vào thẻ developer này, insert này. Tạo một cái button ở đây. Đấy, các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo này. Đấy, nó sẽ hỏi mình có muốn gán vào cái macro này không. Thì các bạn tích vào gán cái macro xóa sheet. Đây, xóa sheet chính là cái tên chương trình mình đặt đấy. Đấy. Bây giờ mình đổi cái tên này nhé. Các bạn đến đây này, các bạn đổi tên thành gì ạ? Xóa các sheet khác. Thì ok, bây giờ mình chỉ cần đây mình test nhé. Mình tạo thêm 2 sheet nữa. Mình quay lại cái sheet 7 đây. Đây, khi mình tích cái xóa sheet này thì nó sẽ xóa luôn sheet 8, sheet 9 cho các bạn ạ. Đấy, ok. Đây giả sử ta có một cái file trắng ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ lưu file nhé. Mình sẽ lưu file ở đây. Ví dụ mình lưu ở desktop đi. Mình ví dụ là copy file từ một thư mục tới thư mục khác nhé. Đấy, các bạn chọn cái định dạng là macro nhé. Đấy, mình bấm save. Ok, thì đầu tiên ý, mình phải chọn cái đường dẫn của thư mục. Các bạn thu nhỏ lại nhé. Đấy, thì đầu tiên mình phải copy cái đường dẫn của thư mục gốc thì các bạn mở lên, các bạn vào đây, các bạn nháy chuột phải, các bạn copy thư mục gốc thì các bạn nháy vào đây, các bạn Ctrl V. Các bạn nhớ là thêm một cái dấu sượt ngang ở đây nữa nhá. Đấy. Tiếp theo các bạn mở thư mục đích lên, xong các bạn tích vào đây, các bạn copy đường dẫn nhá. Copy. Đấy, các bạn Ctrl V vào đây. Thì các bạn thêm cái sượt ngang đây, nó là định nghĩa của folder. Ví dụ ở đây mình copy tất cả các loại file chẳng hạn nhá, mình ghi sao chấm sao. Đấy, ok. Bước tiếp theo ấy là các bạn mở cửa sổ lập trình lên, các bạn vào thẻ developer. Đấy, các bạn chọn gì ạ? Visual Basic hoặc các bạn ấn phím tắt là ANF11 nhé. Các bạn insert. Các bạn viết trong module nhé. Đấy, mình viết chương trình là gì ạ? Sub này. Copy file. Đấy, các bạn đóng mở ngoặc vào. Đấy, các bạn enter. Đầu tiên mình sẽ ghi chú chương trình nhé. Chương trình copy các file từ một thư mục này tới thư mục khác chẳng hạn. Đó, các bạn đóng cái này lại. Đầu tiên là các bạn khai báo biến nhé. Mình sẽ khai báo biến zim này, SSO. Đấy. Cái biến SSO này là cái biến object để mình có thể copy file đấy. Tiếp theo là mình sẽ khai báo một cái biến zim là kiểu file nhé. Kiểu file thì mình ghi là kiểu file chẳng hạn thế. Kiểu file string.
Cái kiểu file ở đây chính là cái loại file mà mình sẽ copy đây, ví dụ .xl hoặc là .doc hoặc là đây là sao chấm sao, là tất cả các loại file đều được nhé. Tiếp theo mình sẽ khai báo một cái biến là zim. Zim là đường dẫn nhé, ví dụ ghi là đường dẫn thư mục nguồn đấy, string. Tiếp theo mình khai báo thêm một cái biến là đường dẫn thư mục đích nhé. Mình đặt tên biến hơi dài để các bạn dễ nhớ thôi, string này. Ok, như vậy mình đã xong cái phần khai báo biến nhé. Cái kiểu file ở đây chính là cái sao chấm sao ở đây này, còn cái ở đây mình có thể thu nhỏ lại. Đầu tiên ý, mình sẽ gán này, các bạn ghi là gì ạ, đường dẫn này, các bạn control space nhé, đường dẫn thư mục đích các bạn sẽ bằng gì, các bạn sẽ gán luôn bằng cái ô này, các bạn hiểu không ạ? Đường dẫn thư mục đích sẽ bằng này, this workbook này chấm sheet một này chấm cell. Các bạn chú ý nhé, cái ô này ở hàng thứ ba và cột C, tức là cell 33 đấy, hàng 3 cột 3 đấy. Tiếp theo các bạn sẽ gán gì ạ, đường dẫn, các bạn ấn Ctrl Space nhé, đường dẫn thư mục nguồn, à cái thư mục đích ở đây là 63 cơ ạ, chứ không phải là 33, ở đây là 63. Còn đường dẫn thư mục nguồn sẽ bằng gì ạ, this workbook này chấm sheet 1 chấm cell của gì ạ, 3,3. Kiểu file, các bạn Ctrl Space để nhắc nhé, kiểu file sẽ bằng gì, this workbook này chấm sheet 1 này chấm cell gì ạ, cell của hàng thứ 8 này, cột 3 đấy. Ok, như vậy mình đã gán xong gì ạ, mình sẽ gán xong thư mục nguồn và thư mục đích và cái kiểu file rồi. Đầu tiên các bạn sẽ đặt cái kiểu biến FSO này là đối tượng để mình thao tác với file nha. Các bạn set này FSO sẽ bằng gì ạ, creative này, object, các bạn mở ngoặc này, các bạn mở ngoặc kép này, scripting này, chấm gì ạ, chấm file system object, file system object, object. Các bạn chú ý đây chỉ là cú pháp thôi ạ, các bạn nhớ là được nhá. Tiếp theo là các bạn sẽ kiểm tra xem là cái thư mục cần copy với thư mục đích có tồn tại hay không nhá. Ví dụ các bạn mà đánh nhầm vào đây thì nó sẽ báo ra là không tồn tại cái thư mục đấy ạ. Thì các bạn làm như sao, các bạn if này, nếu như gì ạ, fso này chấm folder exit, exit, các bạn mở ngoặc ra là gì ạ, các bạn sẽ chọn là cái đường dẫn thư mục đích và thư mục nguồn nhé. Đường dẫn, các bạn ấn Ctrl Space này, đường dẫn thư mục đích này, các bạn đóng ngoặc đơn lại mà bằng fo, tức là nó không tồn tại cái thư mục này, thì các bạn gen, các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ hiện một thông báo là message box này, ví dụ là các bạn ghi là không tồn tại thư mục đích đấy, các bạn enter, mình sẽ ghi là gì, exit sub, tức là mình sẽ thoát chương trình luôn, và cuối cùng là enif đấy. Tương tự như vậy mình sẽ kiểm tra cái đường dẫn thư mục nguồn nhá, if này fso chấm gì ạ, folder này exit, các bạn mở ngoặc gì ạ, đường dẫn, các bạn Ctrl Space này, đường dẫn thư mục nguồn mà bằng fo, gen thì các bạn cũng hiện thông báo là message box này, là gì ạ, không tồn tại thư mục nguồn đấy. Thông mình thoát khỏi chương trình luôn, exit sub, thông mình kết thúc cái hàm if này, end if đấy, các bạn lưu vào cho chắc nhá. Tiếp theo là nếu mà hai cái này không xảy ra, tức là tồn tại cái thư mục nguồn, thư mục đích ấy, các bạn sẽ ghi cái câu lệnh copy file, các bạn dùng gì, fso.copy file. Các bạn cách ra thì đầu tiên là sort này, các bạn hai chấm bằng, sort chính là gì, chính là cái đường dẫn thư mục nguồn, các bạn ghi là đường dẫn, các bạn ấn Ctrl Space nhé, nó sẽ nhắc này. Xong các bạn và với gì, và cái kiểu file đấy, tức là mình sẽ ví dụ ở đây là sao chấm sao, tức là sẽ copy tất cả các file đấy, và kiểu file này, các bạn ấn Ctrl Space đấy, các bạn phải. Tiếp theo là destillation, đây là cú pháp của cái câu lệnh là copy file đấy, đấy các bạn, destillation,
Đây các bạn kéo sang bên này một tí. Destination 2 chấm bằng gì? Chính là đường dẫn. Các bạn ấn Ctrl Space nhé, đường dẫn thư mục đích. Đấy, ok. Đấy, như vậy là mình đã xong cái câu lệnh copy này rồi. Và sau khi mà copy xong, mình sẽ hiện một cái thông báo là MS Box. Là các bạn ghi là gì ạ? Ví dụ, đã copy các file. Đấy, các bạn cách này. Đóng ngoặc kép lại, các bạn và với gì ạ? Và với cả gì? Mình ghi là đường dẫn. Đường dẫn thư mục nguồn. Xong các bạn và này. Xong các bạn mở ngoặc kép ra là tới. Các bạn đóng ngoặc kép lại. Xong các bạn và với cả gì ạ? Đường dẫn thư mục đích. Các bạn Ctrl Space này. Tức là nó chỉ hiện cái thông báo ra là đã copy các file thôi. Ví dụ các file. Ở đây mình thêm chữ từ nữa. Ok, bây giờ mình chạy nhé. À, tiếp theo mình sẽ tạo cái mũi tên đây các bạn. Mở rộng cái cửa sổ này ra. Đây mình vào Insert này. Các bạn chọn cái hình, ví dụ mình chọn cái hình mũi tên ở đây nhé. Chọn mũi tên xuống. Đấy, ok, nhìn cho nó đẹp hơn thôi. Xong mình sẽ tạo một cái Bastion để mình gắn này. Các bạn vẫn vào Developer không các bạn? Chọn Insert Bastion ở đây. Xong mình gắn. Đây mình gắn tới cái chương trình là Copy File ở đây. Đấy, bây giờ mình sửa tên nhé. Đấy, các bạn có thể nháy chuột phải, các bạn Edit Text này. Đấy, mình ghi là gì? Copy File. Ok, bây giờ các bạn ấn chạy nhé, mình thu nhỏ lại. Mình thu nhỏ chương trình lại, mình mở hai cái thư mục này lên nhé. Bây giờ ví dụ mình sao chấm sao, tức là mình copy toàn bộ các file này, các bạn chạy. Debug này nó bị lỗi này, các bạn mở lên. Đây, chấm folder exit. À, ở đây cái chữ exit đây các bạn thiếu chữ S nhá. Đấy, các bạn thêm chữ S vào đây. Đấy, bắt đầu mình chạy lại nhá. Mình run ở đây. Đấy, ok, nó sẽ hiện cái thông báo là đã copy các file, như vậy là mình đã hoàn thành nhá các bạn. Bấm ok. Đây, các bạn kiểm tra nhá. Đây, cái thư mục đích đây đã có tất cả các file rồi. Đấy, bây giờ mình test lại, mình xóa lại đi nhá. Bây giờ ví dụ mình chỉ copy cái file Excel thôi thì sao.xl chẳng hạn nhá. Hoặc XLS đi. Đấy. Thì ví dụ ở đây là Excel của mình là file XLSX chẳng hạn nhé. Thì nó sẽ copy hai cái file Excel này thôi. Bây mình kiểm tra nhé các bạn. Ấn vào copy. Đấy, ok, nó sẽ hiện thông báo là đã copy xong. Và các bạn nhìn ở cái thư mục đích đây. Có hai file Excel luôn. Đấy, ví dụ bây giờ mình chỉ copy cái file mà doc thôi. Đấy. Vậy các bạn tích vào copy. Đấy, thì nó sẽ copy thêm hai cái file Word này vào đây. Đấy. Bây mình xóa cái này đi. Vậy các bạn quay lại là copy hết nhá, thì sao chấm sao thôi. Đấy, ví dụ mình tạo một cái file PDF ở đây đi. New file này, file chấm text cũng được nhá. Ví dụ mình tạo file text ở đây là test này. Đấy, thì sao chấm sao đây nó sẽ copy thêm cả cái file test này. Bất kỳ cái file nào nó cũng copy hết. Các bạn tích vào copy. Đấy, ok, các bạn thấy chưa? Nó sẽ copy toàn bộ các file. Bao gồm cả cái file test vừa xong mình tạo luôn. Ok. Đấy, ví dụ mình test cái thư mục gốc đây nhá. Ví dụ mình tạo một cái thư mục bất kỳ, mình ghi gõ là giá Excel chẳng hạn nhá. Đấy, mà cái thư mục này thực tế là không tồn tại. Đấy, thì nó sẽ báo lỗi cho các bạn này. Các bạn tích vào copy. Đấy, nó sẽ hiện một cái thông báo là không tồn tại thư mục nguồn. Đấy. Bây giờ giả sử cái thư mục đích mà mình đánh là giá Excel, tức là không tồn tại thật ấy, thì nó sẽ báo lỗi là gì ạ? Là thư mục gốc không tồn tại. Đấy, các bạn thấy không? Không tồn tại thư mục đích. Ở đây mình tạo một cái bottom trước đi. Các bạn vào Insert. Hoặc các bạn có thể vào Developer đây. Mình Insert cái bottom ở đây cũng được. Tùy các bạn nhé. Đấy. Mình chưa gán vội. Mình bấm Cancel đây. Ở đây mình nháy phải này. Mình vào Edit Text. Đấy, mình xóa cái này đi. Mình sẽ gán là gì ạ? Cập nhật. Đây là chỉ là tên thôi. Các bạn có thể đặt tên bất kỳ các bạn muốn nhé. Bây giờ giả sử ta nhập một nhân viên mới nhé. Là nhân viên số 2 này. Họ tên là gái Excel. Kế hoạch là 12, mục tiêu là 15. Đấy. Bây giờ chúng ta làm cách nào để mình tích vào cập nhật đây thì dữ liệu ở bên này nó sẽ điền vào tiếp cái hàng tiếp theo. Thì cái này khó ở cái chỗ là gì các bạn chú ý nhá. Khó cái chỗ mà khi bạn copy dữ liệu vào đấy thì nó sẽ nhảy đến cái ô tiếp theo mà nó không đè cái dữ liệu cũ. Thì nó nâng cao ở chỗ đấy nhá. Thì đầu tiên các bạn vẫn chọn record macro cho mình. Ở đây mình sẽ đặt là gì ạ? Ví dụ mình đặt là gì? Cập nhật dữ liệu này. Đấy, các bạn tích vào OK. Thì đầu tiên các bạn sẽ gì ạ? Các bạn bôi đen cái phần này không các bạn? Copy. Các
các bạn nháy chuột phải copy nhá, sang cái sheet data này này. Đấy, thì đầu tiên các bạn nhớ là các bạn tích vào cái ô đầu tiên cho mình. Ở đây là ô B3, tức là cái hàng đầu tiên, cột đầu tiên của mình nhá. Mình tích vào đây. Xong các bạn giữ Ctrl và mũi tên xuống. Đấy, xong các bạn sẽ chọn một cái là gì ạ? Các bạn tích vào cái Use Relative Reference này. Tức là để lần sau mình copy thì nó sẽ tự động nó dịch xuống một, tích vào cái này. Khi các bạn tích xong thì các bạn thấy biểu tượng đấy nó hơi thâm thâm, nó mờ mờ đây này. Đấy, sau các bạn ấn mũi tên xuống. Đấy, ấn mũi tên xuống xuống đây. Xong các bạn nháy chuột phải này. Các bạn chọn Paste Special. Mình chọn Transpose. Transpose tức là gì? Mình sẽ chuyển dữ liệu cột thành hàng hoặc là hàng thành cột, tức là mình sẽ chuyển ngược lại. Thì ở đây mình tích OK. Sau khi mình tích OK xong ấy, thì các bạn tích bỏ cái Use Relative Reference này. Đấy. Xong mình sẽ quay lại input. Đấy, mình xóa cái dữ liệu này đi. Đấy, bây giờ mình sẽ stop ghi nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ nháy chuột phải vào cái bottom này để mình gán macro này, assign macro. Mình sẽ gán vào cái macro là cập nhật dữ liệu. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây nhá, đây có gái Excel rồi đúng không? Bây giờ mình ví dụ cập nhật số 3 ở đây. Là gì? Ví dụ đây là Excel chicken đây. Kế hoạch là ví dụ 20, mục tiêu là 10 chẳng hạn. Bây giờ mình tích vào cập nhật. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở đây nó sẽ xóa đi và ở trong cái phần data này nó lại cập nhật đến cái người thứ ba ở đây. Bây giờ ví dụ mình nhập người thứ tư nhá. Mã thứ tư này. Họ và tên là gì ạ? Nguyễn Văn A. Đấy, kế hoạch là gì? Kế hoạch là 9, mục tiêu là 19 chẳng hạn. Đấy, các bạn tích vào cập nhật. Đấy, sang cái data này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đã cập nhật được nhân viên thứ tư. Trong cái này các bạn rất chú ý cho mình này, mình phải sử dụng cái Use Relative Reference này. Đấy, thì nó mới có tác dụng nhá. Còn cái Ctrl và mũi tên xuống ở đây ấy, tức là khi nào mình có thêm một cái nhân viên mới thì mình bấm Ctrl và mũi tên xuống ở đây này thì nó sẽ xuống đến cái hàng cuối cùng. Đấy, sau đó thì mình sẽ sử dụng cái Use Relative này này để nó sẽ xuống cái ô tiếp theo. Đấy là như thế nhá. Tìm kiếm mình sẽ sử dụng là Advanced Filter. Ok, đây là dữ liệu ban đầu. Bây giờ mình sẽ tạo table bằng cách các bạn bấm Ctrl T nhá. Hoặc là các bạn tích vào Insert này. Đấy, các bạn tích vào table đây. Hoặc là các bạn bấm phím tắt là Ctrl T ở đây này. Đấy, ok. Thì nó sẽ mặc định, nó bôi đen tất cả cái vùng dữ liệu này của bạn là từ B2 đến G23. Các bạn nhớ tích chọn là My Table Head Header nhá. Đấy, các bạn tích OK. Đấy, sau khi các bạn tạo table này, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể đổi cái hình mẫu cho nó đẹp. Sau đó thì mình sẽ đặt tên table nhá. Cái table 1 là tên mặc định thì mình có thể đặt tên là gì ạ? Dữ liệu cũng được. Đấy, các bạn enter. Như vậy mình có một cái table là tên là dữ liệu rồi nhá. Bây giờ mình quay trở lại cái tìm kiếm. Thì cái Advanced Filter các bạn chú ý nhá, các bạn phải làm trong cái sheet tìm kiếm này này, tại vì khi các bạn copy dữ liệu ấy, nó chỉ có tác dụng trong cái Active Sheet thôi. Đấy, tức là mình làm ở sheet nào thì mình mới dùng được Advanced Filter để mình chiết xuất ở trên sheet đấy. Thì đầu tiên nhá, để làm Advanced Filter là đầu tiên các bạn phải record macro này, các bạn vào developer này. Mình bấm record macro. Mình sẽ đặt ở đây là gì ạ? Mình sẽ đặt là Advanced Filter đi. Đấy, mình sẽ đặt là Advanced Filter, tức là lọc nâng cao đấy. Đấy, mình tích OK. Thì đầu tiên các bạn tích vào đây nhá. Tích vào một cái ô dưới cái ô thông tin này, các bạn vào Advanced. Và các bạn tích OK này. Thì ở đây trong cái list range của mình ý, thì mình tìm ở cái vùng danh sách cơ chứ không phải là trong ở đây, thì các bạn tích vào đây. Xong mình sẽ quay lại danh sách, mình lựa chọn. Mình bôi đen tất cả ở đây nhá. Khi các bạn bôi đen, các bạn thấy chưa? Ở đây nó sẽ đổi tên thành dữ liệu ôn. Đấy, tức là cái table của mình là ôn. Các bạn tích vào cái mũi tên này. Thì sang cái phần thứ hai là cái tiêu chuẩn lọc nhá. Đây này, các bạn sẽ bôi đen cho mình cái tiêu đề và bôi đen cái hàng dưới nữa. Tức là từ ô B2 đến ô G3 đấy. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ tích vào cái copy to another đây này. Đấy, không, các bạn tích vào cái ô copy to đây. Không, các bạn tích vào cái ô kết quả ở dưới này. Đấy, tức là sau khi mà nó Advanced Filter thì nó sẽ copy dữ liệu vào cái ô kết quả ở dưới này. Không, các bạn tích vào OK. Đấy, thì như vậy là nó sẽ copy tất cả dữ liệu xuống dưới ở đây. Các bạn chú ý nhé, vì ở đây là trắng nên ra nó sẽ copy toàn bộ dữ liệu. Đấy, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái developer và mình stop ghi. Bây giờ mình sẽ tạo cái bottom ở đây để mình tích nhé. Thì các bạn có thể vào insert này. Đấy, mình chọn cái bottom ở đây.
mình sẽ đặt nháy chuột phải các bạn vào edit text này, mình sẽ đặt là gì ạ? Tìm kiếm đi, hay là lọc cũng được ạ, tìm kiếm dữ liệu. Đấy. Các bạn tích đúp này, mình cho căn giữa này. Đấy, mình cho căn giữa đây. Thế các bạn có thể vào format mình đổi cái hình này nếu các bạn mong muốn nhé. Ví dụ mình để cái hình này đi. Bây giờ các bạn nháy chuột phải này, các bạn assign macro. Mình sẽ dán vào cái macro là advanced filter này này. Đấy. Tức là khi mà mình không nhập gì ở đây ấy, thì nó sẽ in toàn bộ dữ liệu ở đây cho các bạn. Bây giờ ví dụ mình tìm. Vậy các bạn chú ý nhé, mình phải tạo một cái record macro để mình xóa cái dữ liệu ở đây đi. Tức là mình xóa dữ liệu cũ đi nếu mình muốn tìm mới nhé. Các bạn giữ Ctrl và chuột trái các bạn kéo xuống đây. Đấy, tức là mình sẽ tạo một cái button mới và các bạn kéo sang đây cũng được. Đấy, các bạn nháy chuột phải edit text. Đấy, mình sẽ ở đây mình ghi là gì? Xóa dữ liệu. Xóa dữ liệu cũ này. Ok. Bây giờ mình sẽ tạo record một cái macro để mình xóa dữ liệu cũ nhé. Thì các bạn sẽ vào gì ạ? Developer, mình record macro này. Các bạn ghi ở đây là gì? Xóa dữ liệu. Liệu cũ. Đấy, các bạn tích ok. Thì các bạn sẽ bôi đen ở đây này, bôi đen từ đầu đến cuối. Tốt nhất là các bạn giữ Ctrl Shift, rồi các bạn bấm mũi tên xuống này, tức mình xóa đến hàng cuối cùng cho chắc. Các bạn nháy chuột phải, các bạn delete, mình sẽ chọn là entire row ở đây, tức là mình xóa hết. Tương tự ở đây các bạn bôi đen hết ở đây. Rồi các bạn bấm delete nhé, bấm delete trên bàn phím này này, đấy. Xong bây giờ mình stop record đinh này. Vậy các bạn nháy chuột phải để các bạn gán nhé. Để mình sẽ gán vào gì à? Xóa dữ liệu. Ok, bây giờ xong rồi nhá. Bây giờ các bạn tích và tìm kiếm. Nếu các bạn không nhập dữ liệu gì, các bạn tích tìm kiếm này. Đấy, nó sẽ ra ôn ở đây. Bây giờ mình tích vào xóa dữ liệu cũ. Đấy, mất hết ở đây. Bây giờ ví dụ mình tìm bạn giới tính là trai đi. Tìm con trai xem có bao nhiêu con trai. Các bạn tích vào tìm kiếm dữ liệu. Đấy, như vậy con trai của mình ở đây là có bao nhiêu bạn? 11 bạn. Vậy mình xóa dữ liệu cũ đi. Mình tìm là con gái đi chẳng hạn nhé. Con gái này. Các bạn tích vào tìm kiếm. Đấy, con gái nó sẽ ra là bao nhiêu bạn? Con gái có 10 bạn thôi. Vậy mình xóa dữ liệu đi. Bây giờ sử mình tìm con gái này. Và họ là Nguyễn đi. Đấy, tức là nó sẽ xảy ra đồng thời nhé. Thì có bao nhiêu bạn? Đấy, nó chỉ có một bạn thỏa mãn thôi. Tức là Nguyễn Văn. Và Yến, đây là Yến. Đấy, con gái. Các bạn xóa dữ liệu nhé. Bây giờ ví dụ các bạn muốn tìm cái bạn nào có tổng điểm lớn hơn 5 chẳng hạn nhé. Bây giờ mình xóa đi. Thì mình chỉ cần ghi ở đây là lớn hơn 5. Tức là mình sẽ tìm kiếm bạn nào có tổng điểm lớn hơn 5 chẳng hạn. Đấy, các bạn tích tìm kiếm. Đấy, ở đây tổng điểm lớn hơn 5 thì có bao nhiêu bạn? Rất là nhiều bạn. 20 bạn. Lớn hơn 5. Lớn hơn 5 và là gì ạ? Là nữ đi chẳng hạn nhé. À, gái đi. Bây giờ các bạn phải xóa dữ liệu nhé. Ở đây mình sẽ tìm gì ạ? Tổng điểm là lớn hơn 5 này. Và điều kiện là giới tính là nữ. Thì có bao nhiêu bạn? Ở đây là gái chứ. Mình đặt là gái, trai gái đấy. Đây, mình tích vào tìm kiếm dữ liệu. Đấy, như vậy là giới tính là gái và tổng điểm lớn hơn 5 là có chỉ có 9 bạn thôi. Cách để copy nhiều file Excel vào một file duy nhất. Giả sử chúng ta có 3 file mình cần copy nhé. Bây giờ các bạn mở 3 file này lên, các bạn bôi đen này, các bạn bấm Enter. File thứ nhất của mình sẽ có 7 sheet tất cả, từ thứ hai đến chủ nhật nhé. Trong cái file thứ hai của mình chỉ có một sheet, tên là sheet 1 này. Còn trong cái file thứ ba ấy, của mình có 2 sheet, thì cũng tên là trùng với cả tên sheet 1 ở file thứ hai và một cái tên là sheet 2. Đấy, bây giờ mình sẽ copy 3 cái file này, gộp tất cả các sheet vào một file nhé. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một file mới để mình thực hiện nhé. Các bạn vào file này, các bạn chọn New này. Đấy, mình sẽ bấm là Blank Workbook, tức là mình sẽ tạo file mới. Hoặc các bạn có thể bấm phím tắt là Ctrl N. Đây, tên file của mặc định của nó sẽ là Book 1. Tuy ạ, có những bạn thì Book 2, Book 3, Book 4 ý, không sao đâu. Tiếp theo, các bạn sẽ bấm Alt F11 để các bạn mở cửa sổ lập trình nhé. Đấy, các bạn bấm Alt F11 này. Sau đó, các bạn chú ý nhé. Trong cái file Book 1 đây này, các bạn sẽ nháy chuột phải vào file Book 1, các bạn chọn Insert. Đấy, mình sẽ chọn module. Như vậy nó sẽ tạo một cái module ở đây để mình viết code nhé. Ở đây mình đã có sẵn cái đoạn code rồi. Đấy, mình sẽ nháy chuột phải copy. Sau đấy mình
cho vào cái đoạn code đấy, các bạn nháy chuột phải các bạn paste vào đây. Các bạn chú ý nhé, mình sẽ gửi cái đoạn code này trong cái phần mô tả phía dưới video để các bạn cùng thực hành nhé. Đấy, sau khi các bạn paste cái đoạn code này rồi nhé, các bạn chú ý các bạn sẽ vào cái folder mà chứa các cái file mình cần copy ạ. Đấy, ví dụ ở đây mình có một cái folder là copy nhiều file vào một file nhé. Đấy, các bạn tích vào đây, các bạn nháy chuột phải copy. Tức là mình sẽ copy cái đường dẫn mà chứa các cái file cần copy ạ. Đấy, các bạn vào phần VB. Trong cái phần path này, cái đường dẫn này này, mình đã mở ngoặc ở đây, các bạn nháy chuột phải, các bạn paste, paste cái đường dẫn của cái thư mục mà chứa các file mình cần copy nhé. Thông các bạn bấm thêm một cái gạch chéo nữa để Excel nó hiểu là đây là folder ạ. Ok, bây giờ các bạn chỉ cần chạy thôi ạ. Các bạn chú ý nhé, một số bạn mà để cái các cái file này ở folder khác ấy, thì các bạn phải thay cái đường dẫn ở đây. Quan trọng nhất ở đây là cái phần đường dẫn là các bạn phải cập nhật theo cái dữ liệu mà các bạn muốn copy ạ. Bây giờ các bạn bấm run nhé, hoặc phím tắt là F5 này. Đấy, nó sẽ chạy. Các bạn chờ một lúc đấy, nó sẽ copy toàn bộ các cái sheet của ba cái file mà mình cần copy vào cái file mình mới tạo là file book 1 ở đây ạ. Các bạn chú ý nhé, đây, từ chủ nhật đến thứ hai đây. Đấy, còn cái sheet 1 ý, là nó trùng tên thì nó sẽ tạo một cái tên của nó là mở ngoặc thứ hai và thứ ba, tức là có ba cái file sheet 1 bị trùng tên, còn những cái sheet khác mà nó không bị trùng thì nó sẽ giữ nguyên nhá. Tiếp theo thì mình có thể tạo một cái custom ở đây để các bạn tích và các bạn chạy thôi ạ. Đấy. Đây, mình sẽ tạo cái hình này. Các bạn giữ chuột trái và các bạn kéo nhá. Đấy. Nháy chuột phải mình chọn diện edit text. Mình sẽ ghi ở đây là diện copy nhiều file vào một file ạ. Các bạn có thể gõ gì cũng được ạ. Đây là chỉ là tên để các bạn hiểu thôi ạ. Đấy, mình căn giữa nhé. Các bạn vào thẻ home này, mình căn giữa đây. Mình có thể thu nhỏ cái này lại. Đấy, tiếp theo các bạn nháy chuột phải vào cái custom này. Các bạn chọn assign macro. Các bạn tích vào cái copy file này này. Đấy, cái copy file chính là cái tên code của chương trình là copy file đấy ạ. Thì nó sẽ đặt tên ở đây là trùng với cái tên này, sub copy file đây này. Các bạn bấm OK. Đấy, như vậy là cái custom này khi mình tích vào đây thì nó sẽ chạy cái code kia về, mình tích thêm một lần nữa nhé. Đấy, nó sẽ chạy copy thêm một lần nữa. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, những cái sheet này này nó lại bị trùng hai lần thì nó sẽ thêm số 2 ở đây. Đấy, nó báo là bị lặp lại hai lần. Bây giờ mình có thể xóa các cái sheet này đi nhé. Các bạn giữ sheet này và đến cái sheet ở đây, không các bạn nháy chuột phải, các bạn đi nít đi. Đấy, các bạn bớt lại cái sheet 1 là cái sheet ban đầu cũng được nhé. Đấy, các bạn giữ sheet này đến cái sheet cuối cùng ở đây, các bạn nháy chuột phải, các bạn bấm đi nít. Ok. Đấy, như vậy là còn lại cái sheet này duy nhất thôi ạ. Bây giờ các bạn bấm Ctrl S để các bạn lưu cái file này lại nhé. Các bạn có thể lưu vào cái thư mục nào các bạn mong muốn nhé. Giả sử mình lưu ở desktop ạ. Đấy, trong phần này các bạn chú ý nhé, mình phải lưu file dưới dạng gì ạ? Excel Macro Enable Workbook này này. Thì nó sẽ không bị mất cái đoạn code đâu. Còn nếu các bạn lưu dưới dạng Excel thông thường ấy, tức là XLSX ấy, thì nó sẽ bị mất code đấy. Các bạn sẽ lưu là gì ạ? Copy file thôi. Đấy, mình save. Ok. Bây giờ các bạn chỉ cần chạy cái này là xong rồi ạ. Đấy, rất là hay ạ. Thì việc đầu tiên các bạn là các bạn phải lưu chương trình nha. Ví dụ mình Ctrl S này, mình lưu chương trình, ví dụ ở đây mình lưu là ở desktop đi. Các bạn chú ý nhá, ở đây mình phải định dạng là macro này. Ví dụ các bạn đặt tên là gì ạ? Tạo hàm đi. Tạo hàm riêng, đúng không ạ? Đấy. Tạo hàm riêng nhá. Đầu tiên các bạn sẽ vào developer này, các bạn tích vào Visual Basic. Đấy, xong các bạn vào insert, các bạn chèn một cái module để các bạn viết code nhá. Thì các bạn chú ý cái hàm này các bạn phải viết trong module thì mới được ạ. Đầu tiên mình sẽ chú thích tên của chương trình nhá. Tự tạo hàm riêng trong Excel bằng VBA. Tức là gì ạ? Hàm riêng, các bạn chú ý nhá, cái hàm riêng tức là gì? Tức là cái hàm mà không có trong Excel. Ví dụ như hàm VLOOKUP là Excel nó đã có rồi thì mình sẽ không cần tạo nữa, mà mình tạo những cái hàm mà cho mục đích riêng của mình thôi. Đấy. Thì đầu tiên mình để tạo một hàm riêng ấy, thì các bạn viết là function ạ. Function tiếng Anh nghĩa là hàm đấy. Sau đấy là tên chương trình, ví dụ ở đây mình cần đầu tiên là cái hàm lối chuỗi nhá, thì mình viết là lối chuỗi này. Đấy, các bạn mở ngoặc ra, xong các bạn truyền các tham số vào. Ví dụ ở đây là mình ghi là gì ạ? Chuỗi này. S range phẩy, tức là mình ghi là ký tự giữa các chuỗi S string.
thì mình sẽ giải thích cho các bạn nhá. Khi các bạn tích function thì mặc định ở dưới nó sẽ có một cái hàm end function, nó sẽ kết thúc một cái hàm Excel ở đây cho các bạn. Thì cái tham số ở đây nghĩa là gì? Ví dụ ở đây các bạn hay có cái hàm VLOOKUP đây ạ. Các bạn thấy không? Hàm VLOOKUP nó có 4 cái, đây gọi là 4 tham số đấy ạ. Thì 4 tham số này là tham số mà mình truyền vào. Thì tương tự như vậy, khi mình tạo một cái hàm trong VBA ấy, thì mình cũng truyền các tham số này vào. Thì khi đó mình có thể thay các chuỗi là các cái ô mình cần nối lại với nhau ạ. Còn cái ký tự đặc biệt ở đây chính là cái ký tự nối chuỗi, ví dụ mình là cái dấu cách của mình đấy ạ. Thì để làm được cái này các bạn làm như sau nhá. Các bạn chú ý nhé, cái tên hàm ở đây các bạn không được để trùng với cái hàm Excel đó. Ví dụ các bạn đặt tên hàm VLOOKUP là không nên nhá. Tên hàm là theo mục đích của mình. Tên hàm không để dấu cách nhau đâu. Ví dụ các bạn cách nối chuỗi này không được đâu nhá. Nó phải là viết liền nhau đấy ạ. Thì tốt nhất các bạn nên để các chuỗi ký tự mà viết liền nhau mà theo mục đích của mình. Ví dụ mục đích của mình là nối các chuỗi với nhau thì mình sẽ ghi là nối chuỗi. Ở đây mình không phải là chuỗi mà là ví dụ mình đặt là gì ạ? Ở đây mình đặt là phạm vi đi ạ. Đấy. Phạm vi tức là gì? Tức là các ô mà mình cần nối lại với nhau. Ở đây mình xin trình bày ý tưởng như sau nhá. Ví dụ ở đây các bạn có gì ạ? Gà này. Excel. Xin chào các bạn, chẳng hạn thế này nhá. Ví dụ mình cần nối ba chuỗi này với nhau ấy thì các bạn sẽ cho một biến chạy nhá, nó sẽ chạy ba ô này. Cứ mỗi một cái ô thì nó lại nối lại với nhau, thì ví dụ đầu tiên là ô 1 thì nó sẽ lấy cái ô này ấy, nó và này. Bước thứ hai là mình bằng cái ô kết quả ở đây, xong mình và với cả một cái dấu ký tự đặc biệt, ví dụ dấu cách này, xong các bạn và với cả cái ô này. Đấy. Xong các bạn đến cái cuối cùng thì các bạn lại bằng cái ô mà các bạn vừa lấy được, các bạn và với cả cái dấu cách, xong các bạn và với cả cái ô cuối cùng ở đây chẳng hạn thế, thì nó sẽ ra được kết quả cho mình ở đây là gái Excel xin chào các bạn nhé. Đấy, mình trình bày qua ý tưởng như thế thôi. Thì ở đây mình ví dụ đầu tiên mình phải khai báo một cái biến là biến gym, là mỗi ký tự thì tên biến là các bạn có thể đặt tên bất kỳ được ạ. Tốt nhất là các bạn nên đặt từ nó có ý nghĩa. Ở đây mình đặt là range đi. Tại sao lại là range? Để nó trùng với cả kiểu biến của cái biến phạm vi này. Sau khi mà các bạn khai báo biến mỗi ký tự ở đây thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn for này, x của mỗi ký tự này, các bạn control space này, in phạm vi, các bạn control space nó để nó. Thì theo mình ý, khi các bạn mà viết hàm for xong thì các bạn gõ hàm next luôn, tức là nó sẽ kết thúc cái cú pháp for và next luôn để các bạn đỡ quên nhá. Các bạn ấn tab một cái, mình sẽ thụt vào một ô nhé. Cái câu này nghĩa là gì? Tức là mỗi ký tự đây này, nó sẽ ví dụ ở đây mình phạm vi của mình là ba ô này nhá, thì nó sẽ quét từng cái ô một, đầu tiên là quét ô gà này, sau đến Excel này, xong nó quét đến ô xin chào các bạn. Đấy, vì cái phạm vi của mình là ba cái ô này mà, thì sau đấy các bạn sẽ gán gì? Các bạn nối chuỗi này, các bạn ấn Control Space nhá, thì nó tự nó điền các cái ký tự còn lại cho các bạn sẽ bằng gì ạ? Nối chuỗi này, xong các bạn và với gì ạ? Và mỗi ký tự, xong các bạn và một cái là ký tự giữa các chuỗi ở đây. Các bạn ấn Control Space nhá. Cái câu này nghĩa là gì? Tức là cái nối chuỗi này nó sẽ luôn luôn đầu tiên nó sẽ bằng rỗng, sau đấy nó sẽ và, đầu tiên là nó và với cái chữ gà này, sau đó nó và với cả dấu cách. Ví dụ ở đây cái ký tự giữa các chuỗi mình muốn là dấu cách thì nó sẽ gà này, cách thông đến Excel này, thông cách xin chào các bạn. Đấy, ý nghĩa của nó là như thế. Đây nhá, ví dụ mình xong cái hàm này nhá các bạn. Chạy thử cho mình nhá, mình test nhá, mình debug này. Các bạn chú ý nhá, sau khi mà các bạn viết cái hàm nối chuỗi ở đây rồi ấy, thì sang bên này các bạn có thể gõ luôn được là nối chuỗi, các bạn thấy không? Đây là cái hàm mà mình tự tạo, Excel nó không có đâu ạ. Chính là cái tên hàm nối chuỗi đây. Các bạn thấy không? Chính là cái hàm nối chuỗi đây này. Đấy, các bạn ấn tab nhá. Thì đầu tiên ý, cái biến mình cần truyền vào là cái phạm vi, thì phạm vi ở đây chính là ba cái ô này. Xong bạn phẩy. Tiếp theo là cái ký tự mà mình muốn ba ô này nó cách nhau ra, ví dụ mình muốn là dấu cách giữa ba ô này. Đấy, xong mình đóng ngoặc lại. Đấy, các bạn thấy không? Đầu tiên nó bằng không ấy, tức là nó rỗng này. Thì nó sẽ quét đến cái bước này tiếp theo này, các bạn chạy, bấm vào đây chạy này. Thì đầu tiên cái mỗi ký tự này, các bạn thấy không, nó sẽ bằng cái chữ gà đầu tiên này. Nó quét đầu tiên chữ gà này. Thì cái nối chuỗi này nó đang rỗng mà, các bạn tích một cái thì đầu tiên nó sẽ bằng cái gà, xong nó và cái dấu cách ra. Đấy, các bạn thấy không? Bằng gà dấu cách như này, các bạn nhìn xuống dưới này. Xong next một cái, nó quét đến ký tự thứ hai là cái, nó quét đến cái chuỗi ký tự thứ hai chính là cái Excel này này. Đấy, cái mỗi ký tự này nó sẽ gán bằng cái chuỗi tiếp theo là Excel ở đây.
Kết quả là lối chuỗi sẽ bằng gà Excel và một cái dấu cách nữa, các bạn thấy không? Dưới cái chữ gà Excel này nó có một cái dấu cách này. Xong loại quét đến cái ô cuối cùng của cái phạm vi là cái ô xin chào các bạn này. Đấy, cái mỗi ký tự các thấy không? Nó chính là xin chào các bạn ở đây. Thì nó sẽ và lại luôn. Đấy. Xong các bạn bấm. Đấy, nó xong, nó đây là kết quả đây. Các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái chữ gà xin chào các bạn. Thực ra các bạn để ý nhé, kết thúc của cái này nó có một cái dấu cách nữa. Ví dụ ở đây mình paste special nha các bạn. Copy này sang đây các bạn. Paste special cho mình. Ví dụ mình paste value đi. Thì ở đây các bạn thấy không? Nó sẽ dư một dấu cách ra. Đấy, tại vì là mình vào cái dấu cách ở đây nữa. Thì để xử lý cái dấu cách này thì các bạn làm như sau nhé. Sau khi mà kết thúc cái vòng là for này rồi, tức là cái chuỗi của mình đã hoàn thành rồi nhé, thì mình sẽ gán là gì ạ? Nối chuỗi này sẽ bằng là gì? Và từ từ đấy nhé. Bây giờ mình quay lại cái Excel để mình xử lý cho các bạn nhé. Ví dụ ở đây các bạn và với cái dấu đô la đi, để cho các bạn dễ hiểu. Đấy. Thì ở đây mình chưa dùng cái hàm này vụ. Đây các bạn và ba dấu đô la đi, các bạn thấy không? Tức là các cái chuỗi ký tự này nó sẽ cách nhau bằng ba cái dấu đô la và nó thừa ra ba cái đô la ở cuối đây này. Thì để bỏ cái ba cái đô la ở cuối này các bạn làm như sau nha. Các bạn sẽ bằng gì? Các bạn bằng lép này. Lép của cái chuỗi này, đúng không ạ? Các bạn phẩy. Xong các bạn lấy len. Tức là mình phải tính được cái độ dài của cái chuỗi này. Đấy, không, các bạn trừ đi độ dài của cái số ký tự mà các bạn chèn giữa các chuỗi này. Ví dụ ở đây mình là ba cái dấu và đây này, thì mình sẽ trừ đi len của gì ạ? Của cái ký tự giữa các chuỗi ở đây. Bản chất ở đây là ba đấy, thì mình gõ là trừ đi ba đi. Các bạn hiểu ý không ạ? Đấy, nó sẽ trả về cuối cùng, nó sẽ cắt được ra là ba cái dấu này ở đây. Đấy, thì cho nên ở đây mình sẽ dùng, mình sẽ gán như sau. Cái nối chuỗi này sẽ bằng gì ạ? Bằng lép này. Các bạn mở ngoặc ra này. Lép chính là cái ô lối chuỗi luôn này. Các bạn ấn Ctrl Space nhé, phẩy. Xong mình lấy len của cái lối chuỗi này. Đấy, cho nên mình khuyên các bạn ấy, các bạn nên bắt đầu học VBA khi mà Excel của bạn cũng phải khá là thành thạo rồi đấy. Bởi vì mình phải tương đối thành thạo Excel thì mình học VBA nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều ạ. Đấy nha, lép của lối chuỗi, len của lối chuỗi này, các bạn trừ đi gì ạ? Các bạn trừ đi len của cái, len là cái hàm tính độ dài đấy. Trừ đi len của ký tự giữa các chuỗi này, ký tự giữa các chuỗi. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Như vậy xong nhá. Đấy, bây giờ các bạn chạy lại cái hàm này nhá, các bạn enter lại. Đấy, các bạn thấy không? Nó không còn cái ký tự ba cái dấu và lại nữa. Đấy. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ví dụ mình thay cái dấu và bằng đây. Các bạn xóa đi bằng đến một cái ô tham chiếu là cái ô này chẳng hạn thế. Thì các bạn thấy không? Đầu tiên cái ô C này của mình ấy. Đầu tiên cái ô C này là trống, đúng ra là các cái ký tự đây nó sẽ là liền nhau. Ví dụ ở đây mình thay cái ô C này là lúc đấy là bằng ba cái dấu sao đi. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ là các cái sao nó cách nhau ra. Đấy. Thì thường ấy mọi người hay để là cách nhau một dấu cách thôi. Đấy, cái lối chuỗi nó hay là để như thế. Hoặc các bạn có thể thích, các bạn có để ở đây là chấm phẩy cũng được. Đấy, thì các cái chuỗi ở đây nó sẽ cách nhau bằng cái dấu chấm phẩy ạ. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ví dụ cái range này của mình là cái hàng ngang đi, thì các bạn cũng đều làm được ạ. Mình transpose lại đi. Đây, ví dụ nó bố trí theo hàng ngang này, thì các bạn cũng bằng gì ạ? Các bạn có thể bằng ở ô này, bằng nối chuỗi này. Xong các bạn bôi đen tất cả ô ở đây. Đấy, các bạn phẩy cái ký tự mình cần lỗi là dấu cách ra. Đấy, nó đều được ạ. Ok, như vậy là mình đã xong một cái hàm nối chuỗi cho các bạn rồi nhé. Tiếp theo ấy, mình sẽ sang một cái hàm mới cho các bạn là hàm gì ạ? Hàm tính tổng đi. Ví dụ mình function này. Function, tên hàm mình ghi là tính. Xong các bạn ship trừ ở đây là tổng này, số này. Các bạn đóng mở ngoặc. Các bạn sẽ truyền tham số là gì ạ? Tham số của mình là gì ạ? Chuỗi thì mình ghi là chuỗi chẳng hạn này. Add string. Nghĩa là mình sẽ tính tổng các cái số trong một cái chuỗi này. Vì chuỗi này nó là gà Excel 1, 2, 3 chẳng hạn. Thì nó sẽ tính tổng ra là bằng 1 cộng 2 cộng 3. Đấy. Ý nghĩa nó là như thế. Cái chuỗi này là mình truyền vào từ bàn phím, tức là từ ngoài vào. Thì đầu tiên ý, các bạn khai báo một biến là biến dim i s integer. Cái i này nghĩa là gì? Ví dụ ở đây mình cái ô cần tìm là gà
1, 2, 3, chẳng hạn thì 1, 2, 4 này. Excel chẳng hạn nhá. 5, 5, 6 chẳng hạn thế. Này. Hello. Một cái chuỗi bất kỳ như thế này chẳng hạn thế. Thì đầu tiên mình sẽ biến y là gì ạ? Mình sẽ tách từng ký tự một ở đây. Đấy. Đầu tiên là tách ký tự G này, tách ký tự A này, tách ký tự tiếp theo dấu cách này, tách ký tự một. Nó sẽ quét từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng. Và nó kiểm tra xem là cứ ký tự nào nó là số ấy, thì nó sẽ tính tổng. Đấy. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì đầu tiên mình sẽ gán là gì? Mình sẽ gán là tính tổng bằng 0 đi. Tính tổng số bằng 0 đi. Nghĩa là đầu tiên là chưa tính gì nhá. Thì ví dụ để tách ký tự thứ thứ ở đây là mình tách ký tự 1, 2, 3, 4. Để tách ký tự thứ 5 chính là số 2 này thì các bạn làm như sau nhá. Các bạn dùng cái hàm middle này. Middle đầu tiên là cái chuỗi các bạn cần tách này. Đúng không ạ? Phẩy này. Ký tự. Để cái tham số tiếp theo của cái hàm middle ở đây là ký tự mình bắt đầu cần tách. Ví dụ mình tách ký tự thứ 5 chẳng hạn thế đúng không? Ở đây mình chỉ lấy một ký tự thôi thì các bạn luôn luôn là đánh số 1. Đấy. Thì nó sẽ trả về là số 2 đúng không ạ? Ví dụ mình muốn lấy chữ E này chẳng hạn, hình như nó nằm ở vị trí thứ 9 hay sao đấy. Thì các bạn ở đây. Đấy, các bạn gõ chữ 9 ở đây. Đây là mình sẽ dùng một cái hàm middle để tách từng ký tự trong cái chuỗi này. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì ở đây mình sẽ làm như sau nhá. Mình sẽ viết là gì? For i bằng 1 to len. Len của cái chuỗi. Đấy. Thì ví dụ cái chuỗi của mình là cái chuỗi này chẳng hạn thế nhá. Thì mình sẽ bằng hàm len này, mình kiểm tra xem cái chuỗi này nó là bao nhiêu ký tự. Thì nó đang là 21 ký tự. Thì i sẽ chạy từ ký tự đầu tiên đến ký tự thứ 21. Đấy, chính là ký tự thứ O này, này là ký tự 21. Đúng không ạ? Thì kết thúc hàm for này mình sẽ là hàm let luôn. Mình gõ như vậy cho nó dễ nhớ. Ở đây mình ấn tab nhé, thụt vào. Thì đầu tiên mình sẽ, tức là mình sẽ tách từng ký tự. Đấy, mình sẽ viết là gì ạ? Ở đây mình sẽ khai báo một biến nữa đi. Biến này, gym của từng ký tự chẳng hạn thế. Mình đặt một tên biến là từng ký tự nhé. S gì ạ? S string đi. Đấy. Thì mình sẽ viết là gì ạ? Từng ký tự bằng gì, đúng không ạ? Từng, các bạn ấn Ctrl Space nhé. Từng ký tự sẽ bằng gì ạ? Bằng middle này. Mở ngoặc. Đầu tiên là, đây các bạn, lúc đấy mình đã dùng hàm middle cho bạn rồi. Thì đầu tiên chính là cái gì ạ? Cái chuỗi. Phẩy. Tiếp theo là ký tự thứ y, đúng không ạ? Mình đang cần đấy là cái y nó quét từ 1 đến 21 mà. Thì mình sẽ lấy từng ký tự 1 là ký tự thứ y, không phải 1. Tức là mình luôn luôn lấy một ký tự thôi. Đúng ạ? Đấy các bạn enter. Thì xong này thì từng ký tự ở đây nó sẽ lấy được từng ký tự một ạ. Ở đây mình test thử cho các bạn nhé. Đây mình tích vào đây này. Mình test thử ba cái hàm này. Mình gõ này. Bằng này. Tính tổng số. Các bạn thấy không? Khi mình viết một cái hàm function ở đây thì Excel nó sẽ tự nó lấy một cái hàm là tính tổng số ạ. Các bạn ấn tab này. Thì mình tích vào cái ô này nhá. Các bạn đóng ngoặc lại. Cái ô này lúc đấy chính là cái chuỗi ạ. Chính là cái tham số chuỗi mình truyền vào đấy ạ. Nhá. Ví dụ. Xong các bạn enter. Thì đấy, thì đầu tiên nó sẽ tính tổng nó sẽ bằng 0 trước này. Sau đấy nó sẽ quét này. Các bạn ấn run ở đây này. Đấy, đầu tiên y bằng 1 đúng không ạ? Thì cái từng ký tự này nó sẽ tách ra sẽ là 1 này. Các bạn chạy một phát nữa. Thì từng ký tự này. Đầu tiên nó lấy được ký tự chữ G đây các bạn thấy không ạ? Bằng G này. Đấy, thằng này chạy một phát nữa. Thì từng ký tự tiếp theo nó sẽ là chữ A này. Đấy, từng ký tự. Các bạn thấy không? Đây các bạn tích vào từng ký tự này. Nó sẽ ra chữ A nhỏ đấy. Nó cứ như vậy nó quét thôi ạ. Đấy các bạn hiểu không ạ? Vậy mình stop lại nha. Đấy. Đây mình chưa làm xong thì nó cứ để là value thôi. Thì sau khi mình lấy được ký tự rồi, mình muốn kiểm tra xem từng ký tự này nó có phải là số không thì mình sẽ dùng hàm if nhé. If này. Nếu như từng ký tự là gì ạ? Từng ký tự mà lớn hơn hoặc bằng 0 và, tức là mình dùng hàm and này. Từng ký tự mà nhỏ hơn hoặc bằng 9 gen. Đấy, thì mình kết thúc cái hàm and if luôn. Các bạn chú ý nhé, các bạn gõ hàm thì các bạn lên kết thúc hàm luôn để tránh quên nhé. Thì hai cái hàm này, tức là cái hàm end này nó sẽ đảm bảo là từng ký tự. Nếu như thỏa mãn hai cái này thì chắc chắn nó là số rồi, bởi vì nó lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 9 thì nó sẽ là số. À các bạn chú ý nhé, cái từng ký tự nó tách ở đây ấy, thì nó lại trả về là dạng tách cơ chứ không phải là số đâu. Cho nên cái số 0 ở đây các bạn phải đóng ngoặc. Đấy, đóng mở ngoặc kép lại. Đóng mở ngoặc kép lại. Tại sao lại như vậy? Tại vì ở đây ví dụ mình tách cho các bạn nha, các bạn bằng này, middle ở đây ví dụ mình tách ký tự thứ 5 ở đây, 5,1 đi. À, middle này, tách này, phẩy 5,1 nhá. Các bạn enter.
Các anh thấy không? Nó là số 2, nó nằm ở bên trái đây thì nó là ký tự text chứ không phải là số á. Đấy, cho nên mình phải so sánh cái trong giống ngoặc kép này mới được các bạn nhé. Tại vì khi mình chiết xuất số ở trong một chuỗi ký tự thì bao giờ nó sẽ trả về text. Đấy, mình có thể dùng một cái hàm là is number để mình kiểm tra nhé. Is number của cái số 2 này nhé. Các bạn thấy không? Nó sẽ trả về full, tức là nó không phải là số mà nó là text đấy. Thì nếu mà nó thỏa mãn hai điều kiện này thì chắc chắn nó là số rồi, thì bạn bằng như sao các bạn sẽ gán đi ạ. Lúc này là tính tổng số này. Các bạn chú ý nhé, cái tính tổng số này chính là cái tên hàm luôn đấy nhá. Tính tổng số sẽ bằng gì ạ? Tính tổng số tức là bằng chính nó trước này. Các bạn cộng với cả từng ký tự một, từng ký tự Control Space. Đấy. Sau khi mà các bạn kết thúc cái hàm này, tính tổng số nó sẽ cộng lại tất cả các số ở đây thôi. Đấy, như vậy này, rất là đơn giản nhá. Mình test thử nhá. Bằng tính tổng số của cái ô này. Đấy, các bạn enter. Thấy chưa? Nó sẽ trả về 18. Đây, cái hàm này rất là đơn giản ạ, mà hữu dụng. Các bạn có thể tùy vào ứng dụng của các bạn để các bạn làm nhé. Các bạn có thể gõ từ bất kỳ đâu cũng được, tính tổng số ở đây. Đấy, nó sẽ trả về 18. Ví dụ ở đây mình cập nhật là 1, 2, 3 đi. Thì nó sẽ trả về 17. Đấy, các bạn thấy không? 17 đây. Ví dụ mình bỏ số 1 đi. Thì nó sẽ là 16. Đấy. Rất hay. Ví dụ mình đánh thêm 78 chẳng hạn. Thì 16 cộng 15 nó sẽ trả về 31. Đây, ví dụ đầu tiên ta có một file Excel trắng. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ phải lưu một cái file nhá. Chương trình này của mình đây. Mình lưu là gì ạ? Các bạn chọn kiểu file là macro nhá. Ví dụ mình lưu đây. Ghi là gì ạ? Gửi email đi. Gửi email cho nhiều người. Đính kèm file. Save. Đầu tiên là các bạn phải thêm thư viện Outlook trong VBA thì mình mới có thể dùng được chương trình này ạ. Đấy, thì các bạn vào tool này. Reference này. Đấy, các bạn sẽ kéo xuống đến cái phần là Microsoft Outlook ạ. Đây, các bạn thấy không? Microsoft Outlook. Ở đây của mình là 16.0, tại vì mình cài Excel 2016. Tùy phiên bản Excel của bạn là bao nhiêu ấy. Cái thư viện nó là bao nhiêu. Ví dụ có bạn là 14.0 thì các bạn cứ tích vào đây cho mình là Microsoft Outlook 16.0 đây. Ok. Đấy, xong các bạn đóng cửa sổ này, các bạn khởi động lại cửa sổ ạ. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái module để mình lập trình nha. Các bạn vào Insert, các bạn chọn Module. Đây mình, ví dụ tên chương trình thì Serve là gì ạ? Send Email. Các bạn đóng mở ngoặc lại. Đây, tên chương trình thì các bạn có thể là đặt tên bất kỳ ạ. Các bạn có thể đặt tên tiếng Việt là gửi email cũng được. Hoặc các bạn đặt là gửi thư cũng được. Ok, đầu tiên các bạn phải khai báo biến. À, đầu tiên mình sẽ ghi chú là, ví dụ đây là chương trình. Chương trình này để gửi email cho nhiều người. Bao gồm file đính kèm. Đấy, mình sẽ ghi chú trích là tên chương trình này dùng để làm gì. Đấy, đầu tiên là các bạn phải gọi ứng dụng Outlook ra nhé. Các bạn gọi ứng dụng Outlook. Các bạn chú ý nhé, để cái chương trình này mà chạy được ý, thì các bạn phải bật Outlook trước đấy ạ. Đấy, chứ còn nếu các bạn không bật Outlook, các bạn sẽ không gửi được đâu ạ. Thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn khai báo biến gym này, Outlook app này. Chữ OL đây thực ra viết tắt là Outlook đấy, các bạn có thể đặt tên bất kỳ cũng được ạ. Thì mình hay quen đặt là OL app đây. Các bạn ghi là add gì ạ? Add outlook.application. Đấy. Sau đó các bạn sẽ gán lại, các bạn set này. OL app này. Bằng gì ạ? Create object. Các bạn ấn Control Space để gợi nhắc nhé. Đấy, create object này. Các bạn mở ngoặc này. Mở ngoặc kép này. Outlook.application. Các bạn đóng ngoặc kép và đóng ngoặc đơn lại. Tiếp theo là các bạn phải gọi một cái ứng dụng email. Gọi cái ứng dụng này. Mail nha. Các bạn cũng tương tự các bạn. Gmail này. Outlook mail. S gì ạ? S outlook.mail item. Sau các bạn gán thì ạ. Set outlook mail. Bằng gì ạ? Bằng outlook app này. Chấm create item. Đấy, các bạn mở ngoặc đơn. Đây, các bạn nằm xuống đây. Outlook mail item. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Đấy, như vậy là hai cái câu lệnh này. Cái này đầu tiên là để gọi ứng dụng Outlook nhé. Cái câu lệnh này để sử dụng email này của Outlook. Đấy, bắt đầu các bạn làm như sau nha các bạn. Tiếp theo bắt đầu chúng ta này. Gửi mail này. Gửi mail thì đầu tiên các bạn ghi là gì ạ? Outlook mail.to. Tức là mình gửi đến ai nhá. To ví dụ bằng ở đây là gì ạ? Là gom
Mình gửi cho mình đấy ạ. a@gmail.com. Các bạn đóng ngoặc kép lại. Tiếp theo các bạn Outlook mail. Chấm gì ạ? Subject. Chính là cái tiêu đề đấy. Ví dụ mình bằng là gì ạ? Ví dụ là đăng ký kênh giá Excel. Để học Excel nha. Để học Excel. Đấy, chẳng hạn mình đây ví dụ đó. Outlook này, mail chấm gì ạ? Body. Tức là cái nội dung email đấy, mình sẽ ghi bằng gì ạ? Bằng hello world. Tiếp theo là Outlook mail chấm send. Đấy. Đầu tiên là chọn người nhận mail này, xong là tiêu đề của mail, body và cuối cùng là gửi email. Vậy bắt đầu mình chạy nhá. Ở đây mình bật Outlook sẵn nhá. Bắt đầu mình bấm chạy này. Đấy, khi chạy xong các bạn nhìn thấy không? Cái Outlook đây là một, tức là nó bắt đầu gửi thư đấy. Đây các bạn thấy không ạ? Gửi cho Nagor Morling này, tiêu đề là đăng ký kênh gái Excel để học Excel này. Và body là Hello World. Nó đang bắt đầu gửi đấy. Đấy, ok, như vậy nó đã gửi đi rồi nhá. Bây mình vào inbox. Mình bấm receive này để nó. Đấy các bạn thấy không? Nó đã nhận được này. Đầu tiên là to là chính là cái địa chỉ người nhận ở đây. Và đây là subject là đăng ký kênh gái Excel và nội dung là Hello World. Đấy. Như vậy ở đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách để gửi email rồi. Tiếp theo bây giờ ta cần gửi danh sách cho hàng loạt người nhá. Thì các bạn phải có một biến lặp ở đây ạ. Các bạn chú ý nhé, cái vòng lặp nó phải trước cái gọi ứng dụng email này này. Đấy, thì mình sẽ đặt một cái vòng lặp. Mình khai báo biến nhá, gmesintegr. Đấy, cái biến y này ấy, tức là biến này, chạy. Để gửi email cho từng người. Đấy. Ta cũng cần một cái biến để đếm số người nhé. Ví dụ mình ghi là biến gì ạ? Số người nhận này. Số người nhận email. Đây mình viết hơi dài cho các bạn hiểu đấy ạ. Cái số người nhận email các bạn chú ý nhé. Cái tên biến các bạn viết liền đấy. Mình có cái dấu gạch chân này. Đấy, để các bạn hiểu nhé. Thì mình phải tính cái số người nhận như sau nhé. Ở đây mình co lại cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây các bạn thấy không? Lúc đấy mình nhập mình cần gửi email cho hai bạn là Excel Chicken và Lagom.Morning. Đây thì các bạn ghi điện số người nhận nhé. Số. Các bạn Control Space này. Nó sẽ gán số người nhận sẽ bằng gì ạ? Excel này. Chấm Worksheet Function này. Chấm Count. Mình sẽ dùng cái lệnh Count A để đếm nhé. Count A để đếm cái gì? Đếm This Workbook này. Control Space này. Chấm gì ạ? Chấm sheet. Các bạn chú ý nhé, cái sheet này là tên là sheet 1, nhưng mà nó cũng là sheet đầu tiên thì các bạn có thể bấm số 1 luôn. Số 1 đây thể hiện là cái sheet đầu tiên. Đấy, các bạn chấm gì ạ? Chấm range. Chấm range này. Các bạn mở ngoặc ra này. Range là gì ạ? Mở ngoặc. Ở đây ví dụ mình kiểm tra cái cột B đi. B này, 2.B. Đóng ngoặc kép lại. Đấy. Đấy, các bạn đóng xong để xong cái hàm cao A. Đấy, như vậy đếm nha các bạn. Ví dụ ở đây bản chất là mình dùng cái gì ạ? Mình dùng hàm cao A này. Của cái cột B này. Đấy, nó sẽ trả về 3. Tại vì nó sẽ đếm cả cái chữ email này. Đấy, nhưng mình chỉ chạy từ cái hàng thứ hai thôi. Thì mình bỏ qua cái email này. Thì coi như là 3 là tính cả cái tiêu đề là email thôi. Đấy, thì các bạn hiểu không? Cái số người nhận sau khi chạy xong ở đây nó sẽ là 3. Và mình sẽ dùng một, mình sẽ khai báo gì ạ? Y for này, y bằng 2. Đấy, tức là mình sẽ quét từ cái hàng thứ hai này thôi. To gì ạ? To số người nhận. Và các bạn ấn Control Space nhé. Đấy. Như vậy sẽ y sẽ chạy từ 2 cho đến 3. Trong trường hợp này là 2, 3, tức là có 2 email thôi. 2 này, 3. Đấy. Ở đây mình kết thúc cái hàm for thì let. Các bạn chú ý nhé, let nó phải sau cái email send này này. Đấy, xong là sau khi gửi cho cái bạn đầu tiên này thì y nó lại tăng lên 1 thành 3 thì để gửi cho cái người thứ hai là Nagor Morning. Đấy. Mail to này các bạn phải đổi cho mình là gì ạ? This workbook này. Chấm gì ạ? Chấm sheet. Sheet 1, tức là sheet đầu tiên đấy, chấm gì ạ? Cell. Đây mình quét từ cái bạn thứ hai này thì là cell y.2. Đây y2 chính là cái cột OB2 đây này. Chính là cái người nhận mail đầu tiên là Excel Chicken nhá. Đấy, cái subject là gì?
Subject ở đây mình gán là gì ạ? Mình gán là hai. Các bạn cách ra xong các bạn và tên của cái người người nhận ở đây, ví dụ là this, đây là this workbook này. Chấm sheet 1 chấm cell cell của y.3. Đấy, y.3 chính là cái cột tên người nhận ở đây. Đấy, tức là ví dụ nó sẽ ra đây là hai cái Excel này. Đấy. Subject chỉ cần thế thôi. Xong là cái body ở đây mình ghi là gì ạ? Mình ghi có thể ghi là gì ạ? Mã khuyến mãi của bạn là. Các bạn cách một cái nữa. Các bạn và với gì ạ? Và đây. Mình lấy cái cột khuyến mãi là cột số 4 đây. Là this workbook này. Chấm sheet 1 này. Chấm cell của gì ạ? Y.4. Đấy. Xong mình sẽ gửi. Bây giờ mình test chương trình nhé. Các bạn bật Outlook lên. Đây, mình bấm send nhá. À, bấm run này. Đấy, thấy chưa? Các bạn ở Outlook 2, tức là nó sẽ gửi cho hai người. Đấy. Đây, mình vào Outlook, mình thấy là gửi cho Lago Morning và Excel.chicken. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Mã khuyến mãi của bạn là CD456. CDE456. Và đây là ABC123. Ok. Như vậy là nó đã gửi xong nhá. Bây giờ mình vào inbox, mình receive này. Đấy, các bạn thấy chưa? Lago Morning, hai Lago và mã khuyến mãi của bạn là CDE456. Bây giờ mình thử vào email của Excel Chicken mình check nhá. Đấy, các bạn thấy không? Cũng nhận được email luôn đây. Hai gái Excel, mã khuyến mãi của bạn là ABC123. Đấy, đúng với mã khuyến mãi của gái Excel thì là ABC123, còn Nagom thì là CDE456. Ok, bây giờ ấy, bước tiếp theo, mình để làm sao mình... Thực tế thì cái body của mình không phải là như thế này đâu ạ. Body thực ra có thể là rất dài. Ví dụ ở đây nhá, mình cho một cái body khác đi. Đây, ví dụ cái body của mình ấy, mình sẽ ghi là xin chào. Xong là mình sẽ chào tên ở đây, mình sẽ thay. Ở đây là thay tên ở cái ô ở đây. Sau đó thì mình sẽ gửi nội dung là mã khuyến mãi của bạn là. Xong là mình sẽ gửi cái mã này. Và bao gồm cái file đính kèm là ở đây. Còn cái trong đây lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn sau nhé. Tức là gì ạ? Với bạn nhận đầu tiên ý, mình sẽ thay cái tên là xin chào gái Excel ở đây. Mã khuyến mại của bạn là mình sẽ lấy mã ở đây. Đấy, và file đính kèm mình sẽ lấy ở cái E2 này. Tiếp theo đến cái bạn nhận thứ hai ý, thì mình đã xin chào, đây là Lago. Và mã khuyến mại của bạn là CDE456. Và file đính kèm là file 2. Nhá. Đấy, cái strong này thì thực ra nó là mã HTML để nó in bôi đậm thôi. Lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn khi chạy chương trình như sau nhé. Như vậy ở đây mình đã xong được cái vòng nạp for rồi. Bây giờ mình gán làm sao để cho cái bôi đậm được cái ABCD này. Thì cái email to này là không thay đổi này. Đấy. Tiếp theo là cái subject này. Subject của mình thì là ví dụ 2. Đây, mình chào tên luôn. Xong là mình sẽ ghi là mình và thêm một cái nhé. Ví dụ như là mình thông báo cho người nhận là gì ạ. Ví dụ là gà Excel chẳng hạn, gửi mã khuyến mãi cho bạn. Xong là cái body ở đây á, thì các bạn chú ý nhé. Cái body ở đây lúc đấy, ví dụ mình đặt cái ô body, cái mẫu ấy. Ở đây chính là cái ô gì? Hàng thứ 2 và cột G đây là cột thứ mấy? 5, 6, 7. Đấy, cột G là cột thứ 7 nhá. Ở đây nhá, để sử dụng cái bôi đậm ấy, thì mình phải dùng như sau. OL này, mail, chấm gì ạ? Body. Format các bạn ấn Ctrl Space nhé. Mình chọn là Body Format thì bằng gì ạ? Đây, mình sẽ chọn cái đầu tiên là Format HTML. Các bạn ấn Tab vào đây. Xong là gì ạ? Ở đây mình phải, thứ nhất ấy, các bạn phải chú ý nhé. Mình phải đổi cái tên này. Tức là với một cái bạn tên là gái Excel thì mình phải thay được tên vào đây. Đấy, ví dụ mình làm ở đây, mình làm công thức Excel cho các bạn hiểu nhé. Các bạn dùng cái hàm Subtitle này. Đầu tiên cái text mình cần thay chính là cái ô này. Đấy, phải. Cái ô text chính là cái thay tên ở đây. Thì mình sẽ ghi là gì? Thay tên ở đây. Thực ra để cái này là mình để hơi dài cho các bạn hiểu thôi. Các bạn có thể để là xxx chẳng hạn. Thì viết nó sẽ ngắn hơn. Đấy, phải cái lưu text là gì? Lưu text chính là cái ô này. Đấy, các bạn sẽ đấy thay cái tên bằng cái ô này luôn. Đấy, phải. Cái instant là mình để trống luôn. Tức là mình sẽ thay ở ô này đây. Đấy, vì mình enter một cái, các bạn thấy không? Thay cái chữ là thay tên ở đây, nó sẽ thay bằng chữ gà Excel. Tiếp theo thì mình phải thay tiếp cả cái mã khuyến mãi.
thì các bạn có thể dùng hai hàm sub title này lồng nhau cũng được. Đấy, thông qua đoạn phẩy ở đây này, ví dụ ở đây tiếp tục là mã khuyến mãi này, các bạn sẽ thay cái mã khuyến mãi phẩy bằng cái gì, bằng cái ô mã khuyến mãi ở đây, các bạn đóng ngoặc hai cái hàm sub title này lại. Đấy, các bạn thấy không, ở đây mình co lại nha. Đây, nó sẽ thay tên ở đây bằng gái Excel, các bạn thấy không, gái Excel, và ở đây mã khuyến mãi thay bằng ABC. Đấy, thì mình sẽ dùng hai hàm sub title liền nhau để mình thay đổi tên và mã khuyến mãi cho từng người khác nhau ở đây nhé. Thì ở đây mình khai báo thêm một cái biến nữa, ví dụ mình khai một cái báo biến là gym này, body mass sheet này, string, tức là kiểu chuỗi đấy. Thì mình sẽ gán, đầu tiên mình sẽ gán là body mass sheet, các bạn ấn Ctrl space nhé để đỡ phải gõ nhiều, bằng this workbook này chấm sheet 1 này chấm gì cell của ô 2,7 đấy, tức là mình sẽ gán cái thân mail cần gửi bằng cái ô này. Đấy, sau đó mình sẽ thay nhé, các bạn chú ý nhé, ở đây các bạn sẽ thay này, với mỗi một trường hợp các bạn sẽ ghi là body message control space này bằng gì. Các bạn chú ý nhé, để dùng hàm trong VBA ấy, thì các bạn lúc đấy mình viết hàm ở đây rồi, các bạn phải có cái chữ excel.worksheet function, sau đó các bạn mới dùng hàm như Excel bình thường được. Đấy, thì ở đây mình dùng là Excel này chấm worksheet function này chấm gì, đầu tiên là subtitle thứ nhất nhé, các bạn mở ngoặc này, thông lại Excel hàm subtitle thứ hai lồng nhau đấy ạ. Đấy, ở đây mình đã giải thích cho các bạn cái hàm lồng nhau đây rồi, cho nên vào đây mình viết luôn cho các bạn thôi ạ. Đấy, các bạn Ctrl space này worksheet function chấm gì, vẫn là subtitle ở đây. Đây, các bạn chú ý nhé, ở đây thì mình hàm này hơi dài thì các bạn có thể cách xong các bạn ấn shift trừ vào đây, mình enter xuống dưới để mọi người dễ nhìn thấy cái chương trình thôi. Thực ra Excel nó sẽ tự hiểu là cái câu lệnh dưới này là trùng một hàng ở đây thôi ạ. Đấy, các bạn nhớ nhá, dấu cách xong là shift trừ ở đây nếu các bạn không có ấy, còn nếu không thì các bạn cứ viết thế này thôi thì nó rất là dài ạ. Đấy, đầu tiên là mình mở ngoặc cái subtitle đầu tiên này, à, body này, control space message này phẩy, các bạn sẽ thay cái gì ạ? À, ở đây mình sẽ ghi là gì? Thay tên ở đây sẽ bằng gì? Bằng cái ô this workbook này chấm sheet, sheet 1 này chấm cell, cell của y phẩy, đây là cái tên là cột thứ 3, y,3. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại để xong cái hàm subtitle 1 đúng không ạ? Các bạn phẩy, phẩy cái subtitle thứ hai mình lại cần thay cái gì ạ? Thay gì? Mã khuyến mãi. Khuyến mãi thì sẽ thay bằng gì ạ? Thay bằng this workbook này. Đây, mình xóa cái này đi, mình cho xuống dòng cho dễ nhìn nha. Các bạn ấn dấu cách trong shift trừ vào đây. Đấy, để mình viết xuống dưới này này. Mình sẽ thay bằng gì ạ? This workbook này chấm sheet 1 này chấm gì ạ? Cell, cell của y phẩy mấy ạ? Đây, mã khuyến mãi nó nằm ở cột D là cột số 4, y,4. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm subtitle. Đây, cái phần body lúc đấy ấy, mình sẽ dán bằng gì ạ? Body message. Đấy, ok, mình send nhé. Đây, các bạn chú ý nhé, mình giải thích cho cái bạn là format HTML nghĩa là gì. Trong cái ngôn ngữ HTML, cái strong đây nó là một cái thẻ. Thì ví dụ cái gái Excel này, ví dụ cái gái Excel nó nằm giữa cái thẻ strong và cái gạch ngang này. Strong đây tức là kết thúc một cái thẻ này, thì cái chữ gái Excel nó sẽ bôi đậm. Tương tự cái ABCD này nó sẽ bôi đậm và nó sẽ không in cái chữ strong này ra đâu ạ. Bởi vì cái strong này, cái đóng mở ngoặc đây này, ngoài nhọn đây, nó gọi là một thẻ đấy. Thì các cái ký tự mà trong một cái thẻ strong này thì nó sẽ là bôi đậm. Còn nếu các bạn không có strong ấy, thì nó sẽ in bình thường, nó không có bôi đậm đâu. Bây giờ mình test thử nha. Bây giờ mình bấm send đi. Đấy, send rồi. Các bạn quay lại Outlook. Đây, các bạn thấy không? Outlook lúc này là đang gửi cho hai người đây. Đấy, như vậy là nó gửi xong rồi. Bây giờ mình bấm cái receive để mình nhận nhé. Đây, các bạn thấy không? Nagomoling thì nó ghi là gì ạ? Oh, cái strong này.
Đây là hai lá gom này, gái Excel gửi mã khuyến mãi, như vậy là cái sắp xếp là đúng rồi. Cái xin chào đây là chưa in đậm đâu. Như vậy là nó đã đổi tên được rồi nhưng mà nó chưa in đậm cái trong này. Mình quay lại chương trình nhé. Để bôi đậm tên người nhận và mã khuyến mãi thì các bạn cần phải thêm chữ HTML trước cái body này. Tức là mình cứ dùng cái câu lệnh là Outlook mail này .html body đấy, bằng text body. Sau đó là gửi email. Cái tiếp theo ấy, để attach file thì các bạn làm như sau nha, các bạn enter xuống dòng. Các bạn chú ý nhá. Đây là cái hai cái file. Ở đây là cái file mà mình đang hướng dẫn các bạn đấy ạ, gửi email cho nhiều người đính kèm đây. Thì cái folder mình cần đính kèm ấy nó nằm cùng cái folder mà chứa cái file mình đang chạy ở đây, các bạn tích vào đây nhá. Thì trong cái folder này có hai cái file con, là file 1 gửi cho người thứ nhất và file 2 gửi cho người thứ hai. Cái file này là trống ạ. Đây mình chỉ muốn test cho các bạn thấy là đính kèm cái file này thôi nhá. Thì để làm được cái việc đính kèm hai cái file cho hai người mà trong cái folder này thì các bạn làm như sau nhé. Để các bạn quay lại chương trình này. Các bạn ghi là gì? All mail chấm. Các bạn ghi thuộc tính là gì? Attachment này. Chấm add. Tức là mình sẽ add thêm một cái file đính kèm. Thì đầu tiên là this workbook này. Chấm path. Cái câu lệnh chấm path này nghĩa là gì? Tức là cái đính kèm rồi mình cùng đường dẫn với cả cái file this workbook này. Đấy. Xong các bạn và mở ngó kép, các bạn giấu gạch chéo ở đây. Nó ở trong cái folder là file đính kèm. Đấy các bạn, đóng ngoặc chéo các bạn, đóng ngoặc kép lại. Đây các bạn thấy không? Cái folder tên nó là file đính kèm ạ. Nếu ví dụ tên folder ở đây là gì ạ? Ví dụ file thôi chẳng hạn. Thì ở đây các bạn cũng chỉ ghi là file thôi. Đấy, ghi đúng theo một cái tên folder này nhé. Đấy, thông các bạn và với gì ạ? Các bạn và với cả tên file. Tên file thì chú ý là tên file mình ở trong cái cột E này trùng với cả cái tên file trong cái folder này nhá. Thì nó mới đính kèm đúng đấy ạ. Các bạn và với cả gì ạ? Các bạn và với tên file ở đây thì là this workbook này. Chấm sheet1 này. Chấm gì ạ? Chấm cell của y.5 đúng không ạ? Cái file đính kèm nó nằm ở cột E này là cột số 5. Đấy, thì mình là y5. Không, các bạn xem. Bây giờ mình test nhá. Đấy, mình bấm run. Đấy, mình quay lại Outlook này. Đây các bạn thấy không? Này hai cái file nó đang gửi đi đây. Đấy, ở đây inbox đã nhận được rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Nó có file đính kèm đây là file 2. Đây cái bạn Nagom Morning ở đây. Đấy, tên file là file 2. Đấy, nó đã đính kèm được cái file số 2 đây rồi. Và cái tên này cũng bôi đậm và cái mã khuyến mại ở đây cũng là bôi đậm. Các bạn chú ý nhé, cái phần body này các bạn có thể thêm bất kỳ gì vào đây cũng được ạ. Miễn là cái tên và cái mã khuyến mại nó nằm trong cái thẻ trong này để nó bôi đậm. Ví dụ xin chào hay là công ty gì đấy, ABC gì đấy, công ty gà Excel gì đấy chẳng hạn thế nhá. Thì cái body này nó sẽ tự nó cập nhật thôi ạ. Đấy. Thì ở đây mình chỉ là xin chào không thôi. Bây giờ mình quay trở lại cái macro, mình gán một cái bottom vào đây nhá. Công thức thì mình... Các bạn nhớ các bạn phải thuộc cái công thức này nhé, để thay một cái nhóm ký tự bằng một cái nhóm ký tự mới trong cái chuỗi này. Đấy, các bạn dùng hàm subtitle. Ở đây mình cần thay hai cái là tên và mã. Đâm ra mình cần hai hàm subtitle lồng nhau. Ở đây bây giờ là mình chèn một cái bottom ở đây để mình chạy chương trình nhé. Các bạn vào thẻ developer này, insert này. Đấy, các bạn tích vào cái bottom ở đây. Không bạn? Kéo xuống đây. Đấy, không, các bạn tích vào cái gửi thư, tức là mình gán cái bottom này vào cái chương trình gửi thư vừa xong của mình đấy. Đấy, đây các bạn nhìn nhá, cái chương trình của mình là gửi thư. Thì mình sẽ gán cái bottom này vào cái gửi thư đấy. Hoặc các bạn có thể nháy chuột phải ở đây và các bạn assign macro. Thì các bạn tích lại vào cái phần gửi thư cũng được. Thì mình thay cái bottom bằng, mình bấm delete để mình xóa đi. Mình gõ cái tự mới ở đây là gửi email. Bây giờ mình chỉ cần tích vào gửi email này nó sẽ chạy được. Mình nháy chuột phải nhá. Mình chọn format này. Property mình tích là don't move. Sao? Tức là cái nút này nó không thay đổi chứ các bạn co giãn này. Đấy. Hoặc các bạn xóa hàng nó đều không ảnh hưởng nhé. Đấy, ví dụ mình co cái button này lên. Co lên đây. Đấy. Ví dụ mình test lại cái mã khuyến mại đây là x, y, này, 1, 2 chẳng hạn. Đây là cd, 4, 5 chẳng hạn thế nhá. Vậy mình test thử nhá. Các bạn chỉ cần ấn vào gửi email thôi. Đấy, mình quay lại Outlook mình thấy không? Đây.
Outbook này nó sẽ gửi hai cái email mới ở đây. Đây cái phần inbox mình bấm receive lại nha. Đây các bạn thấy không? Nó sẽ thay cái mã mới là CD45 mà lúc đấy mình vừa nhập vào đây. Tên vẫn thế và cái file đính kèm đây. Bây mình quay lại cái mail gái Excel của mình nha để mình kiểm tra nhé. Đấy các bạn thấy không? Mình nhận được hai cái mail mới mà lúc đấy mình vừa test rồi đây. Đấy. Đây mã mới là XY12. Còn cái file trước đấy là gì ạ? Mã là ABC123. Ok, như vậy là mình đã xong chương trình. Trong chương trình này các bạn chú ý nhé. Đầu tiên là các bạn phải nhớ các bạn phải add cái thư viện của Outlook bằng cách các bạn vào Tool này, hoặc các bạn vào Reference. Ở đây mình tích rồi ấy, thì nó sẽ chèn lên đây. Đấy, còn các bạn, đây là 16, còn tùy cái phiên bản Excel của các bạn thì có bạn sẽ là 14.0 hoặc là thấp hơn. Thì bạn chỉ cần tích vào là được ạ. Đấy, thứ hai là các bạn nhớ, đầu tiên các bạn phải gọi được ứng dụng Outlook này. Xong các bạn gọi được cái ứng dụng email. Đấy, cái vòng lặp ấy, cái ứng dụng email nó phải nằm trong cái vòng lặp mà số người mình cần nhận ở đây thì chính là cái vòng lặp for ở đây ạ. Đấy, ví dụ các bạn có thể thêm danh sách email hàng loạt ở đây đều được ạ. Đây, file đính kèm. Trong trường hợp mà cái file đính kèm này nó nằm ở folder khác ấy, thì code của các bạn chú ý nhé. Ở đây các bạn phải chỉ được đúng cái, đây này, cái path ở đây các bạn có thể chỉ cái đường dẫn mới theo đúng cái file đính kèm mà các bạn muốn nhé. Thì thông thường của mình ý, mình thường là cái file đính kèm nó sẽ nằm chung trong một cái folder của cái file chạy ở đây. Đấy, sẽ nằm trong cái folder là file đính kèm này. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.